Chương 1581 Và, ma thạch vũ trụ chính là vũ trụ cách cửu trọng thiên của chúng ta gần nhất, yếu hơn cửu trọng thiên vũ trụ không ít, nhưng cực kỳ đoạn kết thống nhất, không hỗn loạn giống như cửu trọng thiên vũ trụ. Trong ma thạch vũ trụ, dùng hát ma thần điện mạnh nhất, hát ma đại đế là chí tôn. Trong ma thạch vũ trụ, đại thể tu luyện chính là công pháp ma tộc, hung ác tàn nhẫn. Nếu phát sinh tranh chấp với bọn họ, không cần lưu thủ, phải một kích giết chết. Liễu Chân Tông một bên bay về phía phía trước, một bên giới thiệu tình huống của Ma Thạch Vũ Trụ. Hắc Ma Đại Đế đã đến cảnh giới gì? Đại Đế trăm vạn năm trước, đến bây giờ còn không có đụng chạm đến Chúa Tể Chi Lộ sao? Khương Tư Nam hơi có chút cảm khái nói. Chúa Tể Chi Lộ, khó a, à, quá khó khăn. Liễu Chân Tông lắc đầu cười khổ một tiếng, nói: "Đừng nói thành đế trăm vạn năm, trong hỗn độn vực hải, những đại đế thành đế ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm kia, cũng không có người nói đụng chạm đến chúa tể chi cảnh. Nhưng Hắc Ma Đại Đế Thiên Tư Tuyệt Thế, nghe nói đã đạt đến đế cảnh đỉnh phong, những năm này một mực bế quan, đã có mấy chục vạn năm không có người nhìn thấy hắn rồi. Trong Hắc Ma Đế Thành, Hắc Ma Đại Đế là thành chủ, mà phía dưới có 18 đế quân phân biệt chưởng quản các loại sự vụ trong Hắc Ma Đế Thành, chỉ cần chúng ta tới Hắc Ma Đế Thành thì sẽ không có nguy hiểm gì. Liễu Chân Tông vừa dứt lời, liền chứng kiến hỗn độn sương mù phía trước bỗng nhiên kịch liệt bốc lên. Âm âm. Một cổ khí tức thần bí, ẩn chứa hắc ám, tĩnh mịch, tà ác, lạnh như băng mà cổ xưa, để người nhìn không được linh hồn run rẩy. Thần quan rừng rực chói mắt, có ba thân ảnh bỗng nhiên từ trong hỗn độn sương mù bắn ra, toàn thân tản mát ra khí tức vô tận, chỉ là thoạt nhìn có chút chật vật. Đó là một lão giả mặt hắc y, một thanh niên anh tuấn cùng một nữ tử xinh đẹp, Lão giả đã là nửa bước tiên đế, mà thanh niên cùng nữ tử thì đều là tiên vương. Thần sắc của ba người bọn họ đều có chút hoảng sợ, phản phất như đang trốn tránh cái gì. Khương Tư Nam cùng Liễu Chân Tông còn chưa kịp né tránh, ba người kia liền thấy được hai người bọn họ, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hai vị đạo hữu, kính xin giúp bọn ta, đằng sau có một hỗn độn nguyên thú, nếu hai vị có thể giúp bọn ta đánh chết hỗn độn nguyên thú, chúng ta nguyện ý phân ra một nửa hỗn độn nguyên thú hơn nữa chúng ta đều là người của thạch gia hắc ma đế thành đến lúc đó tất có thâm tạ hắc bào lão giả hô lớn hơn nữa mang theo hai người nhanh chóng bay về phía khương tư nam cùng liễu chân tông đóng vừa lúc đó hỗn độn sương mù bốc lên khí tức tà ác cùng hắc ám càng lúc càng nồng nặc đến cuối cùng từ trong hỗn độn sương mù đột nhiên chạy ra một cự thú màu đen cao vạn trượng lân giáp màu đen dữ tợn trong ánh mắt tràn đầy khát máu cùng thần sắc tàn nhẫn đầu mọc một sừng nhìn thẳng ba người lão giả áo bào đen. Hỗn độn nguyên thú. Khương Tư Nam lập tức nhận ra, cự thú kia đúng là hỗn độn nguyên thú. Một hỗn độn nguyên thú còn sống, đây là lần thứ nhất Khương Tư Nam nhìn thấy. Tuy hỗn độn nguyên thú này chỉ dài vạn trượng, chỉ là hỗn độn nguyên thú ấu thú, hơn nữa khí thế trên người chỉ có tiên vương cảnh, nhưng khí tức lạnh như băng kia lại làm cho Liễu Chân Tông cùng Khương Tư Nam biến sắc. Dùng thế giới làm thức ăn vật, dùng sinh linh làm dinh dưỡng, thôn thiên phệ địa, độc bá hỗn độn. Nhưng hỗn độn nguyên thú kia, giờ phút này thoạt nhìn khí tức có chút lún cuốn, ở trên người nó cắm một thanh kiếm màu đen, kiếm khí vô cùng sắc bén, không ngừng có máu đen chảy ra, hơn nữa có một ít lân giáp rách nát, hiển nhiên trước kia đã trải qua một hồi đại chiến. Mà nó nhìn về phía đám người lão giả áo bào đen, lại tràn đầy cừu hận thấu xương. Đạo hữu, hỗn độn nguyên thú này là ấu thú, nếu có thể giết, đến hắc ma đế thành ít nhất có thể đổi hai viên thiên đế đan đến lúc đó ta nguyện ý đưa đạo hữu một viên tốc độ của lão giả áo bào đen cũng càng lúc càng nhanh trong nháy mắt đã đến trước mặt khương tư nam cùng liễu chân tông hơn nữa không có ý tứ đình chỉ khương tư nam cùng liễu chân tông nhìn nhau trong mắt đều lộ ra một tia cười lạnh hai người bọn họ há có thể nhìn không ra hỗn độn nguyên thú kia căn bản không phải dễ đối phó như vậy ba người lão giả áo bào đen hứa dùng lợi lớn chỉ là muốn Khương Tư Nam cùng Liễu Chân Tông ngăn hỗn độn nguyên thú lại, để bọn hắn có cơ hội đào tẩu mà thôi. Nhưng bọn hắn nhìn lầm Khương Tư Nam, Khương Tư Nam không phải cường giả thần vương bình thường, cho nên tuy hỗn độn nguyên thú cường đại, nhưng còn không có bị hắn để vào mắt, ngược lại khơi dậy chiến ý trong lòng hắn. Nếu ngay cả một hỗn độn nguyên thú ấu thú cũng không thể đối phó, còn nói gì đi sang giết hỗn độn nguyên thú. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam phong mang càng ngày càng hừng hực, mà liễu chân tông phản phất như minh bạch cách nghĩ của khương tư nam đứng đấy không có động ba người lão giả áo bào đen chứng kiến khương tư nam cùng liễu chân tông phản phất như sợ choáng váng không có động trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc giống như thực hiện được oanh thời điểm đám người lão giả áo bào đen bay qua khương tư nam khương tư nam lập tức động thần quan rừng rực bành trướng khương tư nam oanh ra một quyền quyền mang cùng cùng lóe ra lôi đình sinh diệt lập tức quét ngang một mảnh hỗn độn sương mù quyền mang khủng bố đánh úp lại ánh mắt của hỗn độn nguyên thú lóe lên cự trảo đột nhiên đập về phía khương tư nam vậy mà thật sự dám ra tay thân ảnh của lão giả áo bào đen dựng lại trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin lúc trước hắn xác thực ông tâm tư để khương tư nam cùng liễu chân tông tạm thời ngăn chặn hỗn độn nguyên thú nhưng trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc gì dù sao hỗn độn nguyên thú quá kinh khủng ở trong hỗn độn vực hải để người nghe tin đã biến sắc nhưng hắn thật không ngờ khương tư nam chỉ là một cường giả thần vương cảnh vậy mà thật sự ngang nhiên xuất thủ với hỗn độn nguyên thú ta xem hắn là người không biết không sợ mà thôi ngu xuẩn như vậy chỉ sợ một hiệp cũng sẽ bị hỗn độn nguyên thú nuốt thúc phụ chúng ta đi nhanh đi bằng không đợi hai người bọn họ chết rồi chúng ta liền đi không được trong mắt thanh niên anh tuấn lộ ra một tia khinh thường nói biểu ca như vậy không ổn mặc dù bọn hắn có chút không biết trời cao đất rộng, nhưng tốt xấu gì cũng vì chúng ta ngăn cản hỗn độn nguyên thú công kích, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, có lẽ có thể đánh chết hỗn độn nguyên thú ấu thú, được không? Thiếu nữ xinh đẹp thoạt nhìn dung nhan tinh xảo, như búp bê, ngây thơ đáng yêu, cực kỳ hồn nhiên. Trong ánh mắt lão giả áo bào đen lộ ra dãy dụa, hiển nhiên trong lòng hắn cũng có chút do dự bất định. Cứu Khương Tư Nam cùng Liễu Chân Tông chỉ là phụ, Mấu chốt nhất là một hỗn độn nguyên thú ấu thú hấp dẫn quá lớn, để hắn không thể không động tâm. Âm âm. Trong lúc nói chuyện, xa xa Khương Tư Nam đã cùng hỗn độn nguyên thú giao thủ. Phản phất như một tiếng kinh lôi nổ vang, Khương Tư Nam đột nhiên oanh ra một quyền, cùng móng vuốt của hỗn độn nguyên thú đụng vào nhau, thần quan quét ngang tứ phương, mà hỗn độn nguyên thú thì bị Khương Tư Nam đánh bay lên. Vèo. Cả người Khương Tư Nam phản phất như hóa thành ti chấp kim sắc, tốc độ nhanh đến cực hạn, không ngừng đánh hỗn độn nguyên thú, tổ long bảo thuật cùng lôi đế tiên kinh dung hợp, tăng thêm hồng mông tạo hóa kinh thần lực vô tận, để thần lực của hắn đạt đến một loại cảnh giới cực kỳ khủng bố. Loại chiến pháp từng quyền đến thịt này, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, để huyết dịch toàn thân Khương Tư Nam phản phất như muốn sôi trào lên. Đóng. Hỗn độn nguyên thú triệt để phẫn nộ rồi, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ khát máu, toàn thân hát quan cuồn cuồng, cuồng phản phất như thiên địa cũng bị hắc khí bao phủ, những hắc khí kia ẩn chứa hữu thực chi lực cực kỳ cường đại, thần lực quanh thân Khương Tư Nam phản phất như nhiễm lên một loại khí tức hắc ám. Nhưng hồng mông tạo hóa tháp ông ông rung lên, một lực cắn nuốt cường đại tràn ngập ra, những thần quan màu đen kia đều bị hồng mông tạo hóa tháp cắn nuốt. Vèo Hỗn độn thần thương sông lên trời, như một chân lông màu đen, ngạo khiếu cửu thiên, đâm về phía hỗn độn nguyên thú, ẩn chứa lực xuyên thấu vô cùng cường đại. Phốc. Vài lân giáp màu đen bị xuyên thủng, máu đen tràn ngập, mà hỗn độn thần thương thì tản mát ra lực cắn nuốt vô cùng cường đại, trực tiếp thôn phệ huyết dịch trong cơ thể hỗn độn nguyên thú về phía hồng mông tạo hóa thác. Đóng. 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 Hỗn độn nguyên thú bị đau, bắt đầu đóng lên, sóng âm chấn động thiên địa, thân thể khổng lồ ở trong hỗn độn bốc lên, đảo loạn tứ phương, chấn động kinh khủng đánh úp lại, để sắc mặt đám người lão giả áo bào đen trắng bệt. Hắn. Hắn cũng dám cùng hỗn độn nguyên thú chiến một trận. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Lão giả áo bào đen cảm giác có chút miệng lưỡi phát khô, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Hắn thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, tu vi thần vương cảnh, lại có chiến lực cường đại như thế, loại tư chất yêu nghiệt này, chỉ sợ chỉ có những yêu nghiệt kia trong Hắc Ma Đế Thành mới có thể so sánh. Xem ra chỉ sợ một mình hắn liền có thể đối phó hỗn độn nguyên thú rồi. Thiếu nữ xinh đẹp mắt trợn tròn xoe, đỏ bừng cả khuôn mặt, lộ ra hết sức kích động. Vậy cũng không nhất định. Ám nguyên lực của hỗn độn nguyên thú ẩn chứa lực lượng thôn phệ cùng hữu thực chi lực cực kỳ cường đại, chỉ sợ tiểu tử này cũng chống đỡ không được bao lâu, huống chi hỗn độn nguyên thú còn có thiên phú thần thông chưa thi triển. Trong mắt thanh niên anh Tuấn, một tia ghen ghét lóe lên rồi biến mất, trong miệng cười lạnh nói. Âm âm. Khương Tư Nam tay cầm hỗn độn thần thương, tóc dài tung tay, toàn thân bao phủ thần hy kim sắc, như một chiến thần vô địch, cùng hỗn độn nguyên thú đại chiến, lực lượng cường đại quét ngang hư không. Mà hỗn độn thần thương không ngừng ở trên người hỗn độn nguyên thú, để lại vô số vết máu, vết máu màu đen rơi xuống, phản phất như ngay cả hư không cũng có thể ăn mòn. Cái này là năng lượng phản sao? Ẩn chứa lực lượng âm u nhất của vũ trụ, trách không được hỗn độn nguyên thú có thể thôn phệ vũ trụ cùng sinh linh. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia hiểu rõ. Đóng. Sát cơ trong mắt hỗn độn nguyên thú càng ngày càng hừng hực, đến cuối cùng phản phất như muốn hóa thành thực chất, huyết dịch toàn thân sa súc, để thiên địa chung quanh nhiễm lên một tầng sương mù màu đen. Chỉ thấy quanh thân hỗn độn nguyên thú, đột nhiên nhấc lên một tầng phong bạo vô cùng cường đại, Khương Tư Nam đột nhiên tung bay, sau đó máu đen xông lên trời, ở trong hư không nổ bung, hóa thành từng đạo phù văn màu đen những phù văn màu đen kia như trật tự thần liên phản phất như ẩn chứa lực lượng hắc ám bản nguyên nhất của vũ trụ hóa thành một tấm màu đen lưới lớn phô thiên cái địa lập tức bao phủ khương tư nam ở trong đó mà hỗn độn nguyên thú thì đột nhiên mở miệng lớn dính máu một vòng xoáy thôn phệ hình thành trực tiếp nuốt khương tư nam vào trong bụng ta liền nói hắn làm sao có thể sẽ là đối thủ của hỗn độn nguyên thú thế giới trong cơ thể hỗn độn nguyên thú chính là hắc ám chi nguyên coi như là cường giả đế cấp bị nuốt vào trong đó cũng không thể thoát thân trực tiếp hao tổn đến chết chúng ta đi thôi bằng không thì chờ hỗn độn nguyên thú trì hoãn qua chúng ta liền đi không được thanh niên anh tuấn cười lạnh nhàn nhạt nói ai thiếu niên này chiến lực xem như không tệ nhưng vẫn quá sơ suất thiên phú thần thông của hỗn độn nguyên thú căn bản không phải người bình thường có thể chống lại chúng ta đi thôi lão giả áo bào đen cũng lắc đầu trong ánh mắt lộ ra thở dài. Xa xa liễu chân tông, chứng kiến Khương Tư Nam bị hỗn độn nguyên thú nuốt vào trong bụng, cũng lập tức biến sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Khương Tư Nam ở trong nguyên thần của hắn lưu lại nguyên thần lạc ấn như trước hoàn hảo vô khuyết, nói rõ Khương Tư Nam không có nguy hiểm gì. Hơn nữa người mang hồng mông tạo hóa tháp, đúng là khắc tinh của hỗn độn nguyên thú, cho nên liễu chân tông tràn đầy tin tưởng với Khương Tư Nam. Thời điểm lão giả dạ áo bào đen cùng thanh niên anh Tuấn muốn rời đi, ánh mắt của thiếu nữ xinh đẹp bỗng nhiên lóe lên. Thúc phụ, các ngươi xem. Âm âm. Xa xa, sau khi hỗn độn nguyên thú cắn nuốt Khương Tư Nam, giờ phút này bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, phản phất như gặp phải thống khổ, mà trong ánh lại lộ ra sợ hãi. Thế giới trong cơ thể hỗn độn nguyên thú, giống như một đại hải mênh mông, chỉ là tất cả nước biển đều màu đen, ẩn chứa lực lượng hắc ám cùng ăn mòn, hết thảy vật chất ở chỗ này đều quy về nguyên điểm, hóa thành hư vô. Hơn nữa thế giới trong cơ thể hỗn động nguyên thú ẩn chứa pháp tắc chi lực hết sức kỳ lạ, coi như là cường giả đế cấp cũng không có cách nào mượn đến pháp tắc chi lực tiêu hao như vậy, chỉ có thể bị phai mờ ở trong đó. Mà giờ khắc này, khương Tư Nam xếp bằng ở trong hải dương, hồng mông tạo hóa tháp sáng lên, quang mang cửu sắc phản phất như hóa thành vòng xoáy, thần lực màu đen phía dưới nhanh chóng quán chú đến. Hỗn độn nguyên thú cảm giác được lực lượng của mình đang kịch liệt giảm bớt, nó sao có thể không thất kinh. Nhưng vô luận nó dãy dụa thế nào, hải dương thần lực nhất lên cơn sóng gió động trời thế nào, cũng không có bất kỳ biện pháp đột phá kết giới của hồng mông tạo hóa tháp. Lực lượng của hỗn độn nguyên thú bị hồng mông tạo hóa tháp thôn vệ, tất cả đều hóa thành một tia luân hồi chi lực, sinh diệt bất định, ở trong hồng mông thế giới, phản phất như diễn hóa thành một địa phương tĩnh mịch. Hồng mông tạo hóa tháp cùng hồng mông thế giới liên hệ càng ngày càng thân mật. Đến cuối cùng, hải dương thần lực mênh mông, toàn bộ bị hồng mông tạo hóa tháp thôn phệ, một đạo quang mang màu vàng sông lên trời, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hỗn độn nguyên thú, khương tư nam hóa thành một đạo kim quang sông ra ngoài. Mà hỗn độn nguyên thú, giờ phút này đã chết không thể chết lại. Oanh! Khương tư nam hóa thành một đạo quang mang màu vàng, lập tức rơi vào trong hỗn độn sương mù, Thần quan quét ngang tứ phương, trong ánh mắt tản mát ra phong mang khiếp người. Tóc đen rối tung, dáng người anh vĩ bất phàm, thoạt nhìn như một chiến thần tuyệt thế, để người khó có thể nhìn gần. Mà lão giả áo bào đen, thanh niên anh tuấn cùng thiếu nữ xinh đẹp, giờ phút này đều ngây người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Như thế nào, có khả năng hắn chẳng những phá vỡ thiên phú thần thông của hỗn độn nguyên thú, còn dết hỗn độn nguyên thú trong miệng thanh niên anh tuấn thì thào nói trong nội tâm ghen ghét đều muốn nổi giận tuy nói hỗn độn nguyên thú chỉ là ấu thú thực lực không tính quá mạnh cường giả tiên vương có thể chống lại nhưng hỗn độn nguyên thú ấu thú này quá mạnh mẽ đã sắp trưởng thành ba người bọn họ đồng thời ra tay chẳng những không giết được hỗn độn nguyên thú lại bị đánh cho chật vật chạy trốn nhưng khương tư nam chỉ là thần vương cảnh dùng sức một mình cường thế diệt sát hỗn độn nguyên thú đây chẳng phải là nói chiến lực của Khương Tư Nam còn mạnh hơn ba người bọn họ cộng lại sao? Nghĩ tới đây, trong nội tâm lão giả áo bào đen cũng có chút nghĩ mà sợ. Vèo. Khương Tư Nam căn bản không có quản bọn hắn nghĩ cái gì, tuy năng lượng trong cơ thể hỗn độn nguyên thú bị hắn thôn phệ, nhưng thân thể hỗn độn nguyên thú bản thân là bảo vật cực kỳ cường đại, thậm chí có thể dùng luyện chế tiên thiên chí bảo, giá trị không thể đo lường, cho nên trong tay Khương Tư Nam lóe lên hào quang trực tiếp thu thi thể hỗn độn nguyên thú vào thúc phụ hắn quá mạnh mẽ chẳng lẽ hắn là những thiên tài yêu nghiệt trong truyền thuyết kia có hy vọng chứng đạo thành đế sao chúng ta muốn mời hắn về hát ma đế thành không trong ánh mắt thiếu nữ xinh đẹp ngược lộ ra một tia kích động vừa rồi khương tư nam đại phát thần uy đã khắc ở trong lòng nàng thật sâu vạn lần không được lão giả áo bào đen vội vàng nói khí tức pháp tắc trên thân người này còn không có hoàn toàn rút đi, nói rõ là một thiên tài vừa từ trong vũ trụ đi tới, cũng không phải những yêu nghiệt trong hỗn độn vực hải kia. Những người này, chúng ta vẫn ít tiếp xúc thì tốt hơn, thạch gia đã chịu không được đại rung chuyển rồi. Thiếu nữ xinh đẹp vẫn còn có chút không cam lòng nói. Thúc thúc, đế quân vẫn lạc, hôm nay thạch gia ta vốn cực kỳ suy yếu, nếu không xuất hiện một cường giả đế cấp mới, sợ là thạch gia chúng ta sẽ thật sự sinh ra vấn đề lớn. Hôm nay phụ thân ta đã đạt đến cực hạn, chỉ cần một đạo hồng mông tử khí là có thể đột phá bình cảnh. Không bằng chúng ta đưa cơ hội cho thiếu niên này, mời hắn từ nơi ấy lấy ra hồng mông tử khí, ngài thấy thế nào? Phản phất như biết lão giả áo bào đen lo lắng cái gì, thiếu nữ xinh đẹp tiếp tục nói. "Đương nhiên, thúc thúc, chuyện này ta sẽ không trực tiếp nói với hắn, nhất định phải nhìn bản tính của người này như thế nào." Ngài nói người này vừa từ trong thế giới vũ trụ đi ra, khẳng định không quen thuộc hỗn độn vực hải, chúng ta mời hắn về Hắc Ma Đế Thành, có lẽ có thể thành công. Lão giả áo bào đen cùng thiếu nữ nói chuyện, đều là thông qua nguyên thần truyền âm, cho nên những người khác không biết bọn hắn đang đàm luận thứ gì. Thiếu nữ xinh đẹp nói xong, không có chờ lão giả áo bào đen đồng ý, liền trực tiếp đi về phía Khương Tư Nam. Vị đạo hữu này, tại hạ thạch vận, chính là người của Thạch gia Hắc Ma Đế Thành, đa tạ đạo hữu đã cứu chúng ta, tại hạ vô cùng cảm kích thiếu nữ xinh đẹp thành khẩn nói khương tư năm liếc qua tinh mang lập lòe thẳng nhiên nói không cần phải khách khí ta cũng không phải vì cứu các ngươi hỗn độn nguyên thú này với ta mà nói có trọng dụng các ngươi không cần khách khí nếu không có chuyện gì mà nói ta liền đi trước chậm đã giờ phút này lão giả áo bào đen cũng đi tới cười khổ một tiếng nói đạo hữu thứ lỗi lão phu thạch thương đây là chất nữ của lão phu thạch vận cùng đệ tử Thạch Gia Thạch Phong, lần này chúng ta đến đây, vốn là muốn săn giết một con hỗn độn nguyên thú, thật không ngờ ngược lại thiếu chút nữa chết ở trong tay hỗn độn nguyên thú kia, nếu không phải đạo hữu xuất thủ tương trợ, chỉ sợ chúng ta đã xong rồi. Vừa rồi lão phu xác thực có ý để đạo hữu cản ở phía sau, điểm này là lão phu không đúng, lão phu xin lỗi hai vị, mong hai vị thứ lỗi. Thạch thương nhìn Khương Tư Nam cùng liễu chân tông không người thi lễ, trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn phản phất như cảm nhận được thần thái của hai người không giống giả bộ, ánh mắt đạm mạc của Khương Tư Nam có chút nhu hòa, nhưng vẫn mở miệng nói. Ta cũng không phải người hiếu sát. Hỗn độn nguyên thú này với ta mà nói có trọng dụng, trước kia các ngươi tâm tư như thế nào, ta cũng không muốn truy cứu nhiều, coi như xóa bỏ đi. Khương Tư Nam cũng xác thực cảm giác được, ba người này không có gì ác ý, cách làm trước kia cũng không quá đáng là xuất phát từ ý định trốn chạy để khỏi chết mà thôi. Hôm nay Khương Tư Nam cũng không có tính toán đi truy cứu cái gì. Nghe Khương Tư Nam nói như vậy, Thạch Thương cùng Thạch Vận nhìn nhau, đều thấy được thả lỏng trong mắt đối phương, chỉ cần Khương Tư Nam không muốn truy cứu, vậy thì còn có khả năng nói chuyện. Nhưng trong mắt Thạch Phong lại lộ ra một tia địch ý mịt mờ. Vì đạo hữu này, ta nghĩ lúc này ngươi hẳn là muốn đi Hắc Ma Đế Thành a. Thạch gia chúng ta ở Hắc Ma Đế Thành coi như là có chút thực lực tổ tiên thạch gia càng là một trong 18 đế quân của hắc ma đại đế rất nhiều tình huống ở trong hắc ma đế thành lão phu cũng có chút quen thuộc lão phu nguyện ý làm người dẫn đường cho đạo hữu không biết được không thạch thương khẽ mỉm cười nói phản phất như sợ khương tư nam cự tuyệt tiếp tục nói đạo hữu có chỗ không biết trong phạm vi hắc ma đế thành xuất hiện một hỗn độn bí cảnh trong đó vô cùng có khả năng tồn tại hồng mông tử khí chỉ bảo chứng đạo chỉ cần tu vi đột phá nửa bước tiên đế, nếu có thể có được một đạo hồng mông tử khí là lập tức có thể chứng đạo thành đế nhưng muốn đi vào hỗn độn trong bí cảnh có hạn chế rất lớn thạch gia ta nguyện ý vì đạo hữu cầu lấy một danh ngạch hỗn độn bí cảnh ánh mắt của khương tư năm lóe lên lộ ra một tia chấn kinh hắn thật không ngờ hắc ma đế thành này xuất hiện hỗn độn bí cảnh thậm chí có hồng mông tử khí tồn tại hồng mông tử khí đây chính là tồn tại tinh hoa cùng bản nguyên nhất của lực lượng hỗn độn chính là điểm bắt đầu, tánh mạng chi nguyên của vạn vật, thai ngán vũ trụ cùng thế giới, hơn nữa đối với người tu tiên có chỗ tốt rất lớn. Công tử, hỗn độn bí cảnh của hắc ma đế thành này, nên đi vào. Liễu chân tông ở một bên có chút kích động truyền âm nói. Công tử có chỗ không biết, những hỗn độn bí cảnh này, kỳ thật đều là tồn tại thần bí nhất trong hỗn độn, một khi xuất hiện một hỗn độn bí cảnh, ngay cả cường giả tiên đế cũng điên cuồng, bên trong ẩn chứa bảo tàng vô cùng vô tận, Đối với cường giả tiên đế có rất nhiều chỗ tốt. Bí cảnh có thể thai ngén ra hồng mông tử khí, đều là bí cảnh thượng phẩm, bí cảnh như vậy, ở trong lịch sử 49 đế thành cũng rất ít xuất hiện qua. Thật không ngờ lại xuất hiện ở Hắc Ma đế thành. Công tử, nhất định phải lấy được một ít hồng mông tử khí, đối với tu luyện của ngươi cực có chỗ tốt. Hơn nữa trong những bí cảnh này, rất có thể cũng có hỗn độn nguyên thú, hoặc là một ít sinh linh kỳ dị, nguy cơ trùng trùng. Nhưng dùng chiến lực của công tử, chỉ cần cẩn thận một chút, khẳng định không có vấn đề gì. Và nguyên lai là vậy. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lập tức liền quyết định, hỗn động bí cảnh của Hắc Ma đế thành này, mình nhất định không thể bỏ qua. Chỗ tốt của Hồng Mông Tử Khí, Khương Tư Nam tự nhiên biết rõ, Hồng Mông Tử Khí ẩn chứa chính đại bản nguyên chi lực, nếu mình có đầy đủ Hồng Mông Tử Khí, nói không chừng có thể một lần hành động tìm hiểu chính đại bản nguyên thiên đạo đến viên mãn. Đến lúc đó mượn nhờ lực lượng của hồng mông thế giới, siêu thoát vũ trụ trói buộc, chứng đạo thành đế. Nghĩ tới đây, Khương Tư Năm lập tức đáp ứng. Được. Nếu thạch gia có thể cho ta một danh ngạch tiến vào hỗn động bí cảnh, sự tình gì ta có thể làm được, ta có thể giúp các ngươi một lần. Trong ánh mắt của Khương Tư Năm lóe lên hào quang, nhàn nhạt nói. Hắn tự nhiên biết rõ thạch Kinh cùng thạch vận nhiệt tình mời hắn như vậy, nhất định là trong lòng có sở cầu. Nhưng nếu có thể tiến vào trong hỗn độn bí cảnh, thuận tay giúp bọn hắn giải quyết một vài vấn đề, cũng không phải chuyện đại sự gì. Đạo hữu yên tâm. Danh ngạch hỗn độn bí cảnh, bao ở trên người chúng ta. Thạch Kình cười ha ha, nghe được Khương Tư Nam đáp ứng, trong lòng hắn và Thạch Vận vô cùng cao hứng. Chiến lược của Khương Tư Nam, bọn hắn đã thấy được, coi như so với những thiên tài yêu nghiệt trong Hắc Ma Đế Thành kia, cũng không kém mảy may, nếu có Khương Tư Nam tương trợ, sự tình lúc này đây Nắm chắc sẽ lớn hơn rất nhiều Chúng ta đi Ở dưới thạch kình cùng thạch vận dẫn đường Mọi người nhanh chóng bay về phía trước Âm âm Thần quan rừng rực, tràn ngập hỗn độn Trong hỗn độn vực hải Khắp nơi đều là màu xám vĩnh hằng Ngẫu nhiên có thể chứng kiến tinh thần lống đa lống đốm như bọt biển Ống ánh sáng long lanh Như cách thời không vô tận Hoặc là như ngay ở trước mắt Khương Tư Nam biết rõ Những bọt biển kia là hỗn độn vực hải thai ngán thế giới vũ trụ nhưng so sánh với hỗn độn vực hải dĩ nhiên là nhỏ bé cùng không có ý nghĩa vũ trụ thế giới như vậy ở trong hỗn độn vực hải vô cùng vô tận nhưng một khi thú triều hỗn độn nguyên thú tiến đến đại kiếp xuất hiện những vũ trụ thế giới này chỉ có hủy diệt hào quang chung quanh nhanh chóng lui về phía sau mọi người thi triển đại na di thuật tiến lên ở trong hỗn độn vực hải cũng không biết đã qua bao lâu khi mọi người chứng kiến một đại thành xuất hiện mới ngừng lại cái này là hắc ma đế thành sao chứng kiến đại thành trước mắt, Khương Tư Nam lập tức bị chấn kinh rồi. Không có cách nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung đại thành trước mặt to lớn mênh mông, khí tức bao la mờ mịt, thần bí, cổ xưa mà tôn quý đập vào mặt, phản phất như để linh hồn từng sinh linh rung rẩy. Toàn thân đại thành màu đen, tọa lạc ở trung ương hỗn độn sương mù, cao tới tỷ triệu dặm, liếc nhìn không tới cuối cùng, so sánh với đại thành, những thế giới vũ trụ ở chung quanh kia đều nhỏ bé như bụi bặm. Hắc Ma Đế thành này, chỉ sợ còn lớn hơn cả đại thiên thế giới. Đến tột cùng là người nào có thủ bút lớn như thế, kiến tạo ra Hắc Ma Đế Thành khủng bố như vậy. Trong nội tâm Khương Tư Nam cảm khái, phản phất như nghĩ tới hai chữ trong truyền thuyết, để người ta run rẩy. "Chúa tể." Siêu Thoát ở trên đế cảnh, khống chế bất hủ vũ trụ, tồn tại bất tử vĩnh hằng ở trong hỗn độn. Hắc Ma Đế Thành, hùng thành như vậy ở trong hỗn độn vực hải, có 49 tòa Giống như 49 vũ trụ thế giới, trấn áp từ Cổ Chí kiên Từng người lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Ma Đế Thành đều vô cùng khiếp sợ. Nhưng Hắc Ma Đế Thành là Hắc Ma Đế Thành, tồn tại vĩnh hằng bất diệt, coi như thú triều hỗn độn nguyên thú trùng kích, Hắc Ma Đế Thành cũng vĩnh viễn không tan vỡ. Ở đây, có thể nói là một trong những hy vọng cuối cùng của sinh linh, sinh linh của vô số vũ trụ bị tan vỡ, có rất nhiều cuối cùng nhất đều đi vào trong Hắc Ma Đế Thành cho nên tuy nói hắc ma đế thành là thành trì nhưng trên thực tế không nhỏ hơn một vũ trụ thạch kinh cũng có chút cảm khái nói năm đó thạch tộc ta cũng là tới từ một phương vũ trụ thế giới về sau bị hỗn độn nguyên thú tiêu diệt thạch tộc mới định cư ở trong hắc ma đế thành hôm nay đã mấy trăm vạn năm rồi khương đạo hữu tiến vào hắc ma đế thành ngươi sẽ phát hiện nguyên lai trong hỗn độn này cũng không phải màu xám cùng cô quạng vĩnh hằng còn có nhiều sinh linh tràn ngập hy vọng tồn tại như trước. Thạch vận mỉm cười, mang theo đám người Khương Tư Nam bay về phía đại môn của Hắc Ma Đế Thành. Đại môn của Hắc Ma Đế Thành cao vạn trượng, ở hai bên đại môn sừng sững hai chiến sĩ cao vạn trượng, trong ánh mắt chất chứa nhật nguyệt thần mang, tất cả đều là thần vương, toàn thân tràn đầy lực lượng khủng bố. Hai người này là viễn cổ cự nhân tộc, thực lực vô cùng cường đại, đi chính là lấy lực chính đạo, chẳng qua hiện nay tộc nhân thuần huyết càng ngày càng ít, cuối cùng luân lạc tới kết cục trong coi đại môn của hắc ma đế thành thạch kinh nhìn khương tư nam giới thiệu nói người lần thứ nhất đến hắc ma đế thành muốn định cư nhất định phải giao nạp một loại đồ vật tên là hỗn độn nguyên thạch thạch kinh giao cho khương tư nam cùng liễu chân tông hơn vạn viên hỗn độn nguyên thạch xem như mua được hai thân phận cư dân cấp thấp nhất mà hai viễn cổ cự nhân kia thời điểm nhìn thấy khương tư nam trong ánh mắt đều lộ ra một vòng dị sắc bởi vì bọn họ cảm giác được Khương Tư Nam đi cũng là thần đạo chi lộ. Phải biết rằng, ở trong hỗn độn vực hải mênh mông, thiên địa đại đạo biến hóa, làm cho tu sĩ thần đạo cực kỳ thưa thớt, coi như trong vũ trụ khác, cũng là dùng tiên đạo làm chủ. Khương Tư Nam nhìn hai người bọn họ mỉm cười, theo thạch kình đi vào hắc ma đế thành. Ông! Hào quang biến hóa, thiên địa trong hắc ma đế thành biến ảo, Khương Tư Nam lập tức đi tới một mảnh đất trời lạ lẫm. Ở đây khắp nơi đều là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, khắp nơi đều là thánh sơn huyền không, tiên vụ mờ mịt, linh cầm bay múa, đường đi trên mặt đất sạch sẽ rộng lớn, cửa hàng hai bên người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Từ trong hỗn động vực hải tịch mịch, đột nhiên đi tới một thế giới phồn hoa như vậy, Khương Tư Nam cảm giác có chút không thích ứng. Khương huynh, Hắc Ma Đế Thành, ngươi hoàn toàn có thể cho rằng là một phương vũ trụ thế giới, ở trong Hắc Ma Đế Thành, Hắc Ma thần điện là chúa tể vô thượng chí cao, dưới Hắc Ma thần điện là 18 gia tộc đế quân đại biểu, nhưng bởi vì trước đó đế quân của thạch tộc ta ở trong chinh chiến bỏ mình, cho nên hôm nay địa vị của thạch tộc ta tràn đầy nguy cơ, bị rất nhiều gia tộc ngấp nghé. Thạch vận chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Trên đường đi, hắn cũng không có giấu giếm tình huống thạch tộc, nói cho Khương Tư Nam một lần, Khương Tư Nam cũng biết tình cảnh của thạch tộc hôm nay. Tuy Hắc ma đại đế rất chiếu cố thạch tộc ta, nhưng lão nhân gia đã thật lâu không có xuất hiện, cho nên trong 18 gia tộc, có một ít gia tộc có cựu oán với thạch tộc, muốn đá thạch tộc ta ra khỏi vị trí 18 gia tộc. Thạch Kinh vừa nói, vừa dẫn Khương Tư Nam bay đi. Phiến địa vực này của bọn hắn là địa bàn của thạch tộc, kể cả tất cả cửa hàng, thánh sơn huyền không, cung điện đều là của thạch tộc, hiện ra nội tình cường đại của thạch tộc. Và, gia thú hỗn độn kim mau, có thể luyện chế tiên thiên linh bảo phòng ngự cực phẩm, chỉ cần một vạn hỗn độn nguyên thạch bỏ lỡ về sau liền cần đợi mấy trăm năm, mau tới mua nào. Dùng thiên tinh tề thảo, vô căn thần hoa, ma dụ đằng, đủ loại hỗn động linh dược luyện chế thành sinh tử đan, có thể đột phá bình cảnh tiên vương, không có bất kỳ tác dụng phụ, chỉ có ba viên cuối cùng. Ma linh hầu nhi tửu, một giọt có thể để pháp lực toàn thân của ngươi khôi phục, thật sự là chí bảo trong chiến đấu A. Vừa đi vào trên đường cái, liền nghe được thanh âm hai bên liên tiếp trao hàng, Khương Tư Nam cảm giác được, phản phất như hoảng hốt tầm đó, lại đi tới thành trì của phàm Trần Thế Tục. Cửa hàng hai bên, tiền thuê đều cực kỳ đắt đỏ, những người này phần lớn là mạo hiểm giả thường xuyên xuất nhập hỗn độn vực hải, ngẫu nhiên sẽ ở trong hỗn độn vực hải lấy được một ít tài nguyên, thuê một cái tạm thời rao hàng, sẽ có lợi nhất. Nhưng trong những quán này, cũng có khả năng sẽ xuất hiện bảo vật chính thức, nếu Khương Đạo Hữu cảm thấy hứng thú, có thể tùy thời tới nơi này. Thạch Kinh nhìn Khương Tư Nam giới thiệu. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nhưng càng xem càng kinh ngạc. Các loại bảo vật trên những quán phố này, ở trong cửu trọng thiên vũ trụ đều là chí bảo, vừa xuất hiện thì có thể sẽ khiến gió tanh mưa máu, nhưng ở chỗ này lại tùy ý bày ở vỉa hè rao bán. Tiên Thiên Linh bảo thần đang cực phẩm hỗn độn thần thiết, ở chỗ này tùy ý có thể thấy được. Vậy trong những cửa hàng chính thức kia, đến cùng có chí bảo dạng gì? Ngay cả trong nội tâm Khương Tư Nam cũng có chút động tâm. Xem ra tài nguyên trong hỗn độn vực hải So với mình tưởng tượng còn muốn phong phú Ngay thời điểm đám người Khương Tư Nam tùy ý đi dạo Trong bầy người phía trước Bỗng nhiên xuất hiện một mảnh rối loạn Âm âm Đại địa rung động như lôi chấn Bầy người phía trước đều bối rối né tránh Có vài bạch mã bộ lông thuần trắng vung ra bốn vó Chạy về phía trước Mấy con ngựa trắng toàn thân quanh quẩn vần sáng màu ngà sữa Trên đầu có sừng nhọn Khí tức vô cùng cường đại mang theo khí thế để người kinh hồn tán đảm. Bạch Long Mã Trong ánh mắt liễu chân tông lóe lên hào quang, lặng lẽ giải thích cho Khương Tư Nam. Trong truyền thuyết, Thái Cổ Tổ Long cùng Thiên Mã sinh ra hỗn độn dị chủng, có thể xuyên toa hư không, chuyển dời hỗn độn, tốc độ cực nhanh, ở trong hỗn độn vực hải, là một trong mấy tòa kỳ trân quý nhất, xem ra thân phận mấy người kia không tầm thường. Trên Bạch Long Mã, ngồi mấy người trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, cả đám dáng người to lớn cao ngạo, mục uẩn tinh mang, ngạo khí cao cao tại thượng, cực kỳ lạnh lùng. Nhất là người cầm đầu, mặt long bào kim sắc, đầu đội ngọc quan, mặt như quan ngọc, khí tức vô cùng cường đại, vậy mà đã đạt đến nửa bước tiên đế. Nhóm người này tốc độ cực nhanh, lập tức đã đến trước mặt đám người Khương Tư Nam, hơn nữa không có xu thế muốn dừng lại chút nào. Thạch Long Côn Trong mắt Thạch vận lộ ra một tia băng lãnh, lập tức đi tới trước mọi người, đứng ở trước mặt bạch long mã. Hy luật lượt Mắt thấy bạch long mã muốn đụng vào thạch vận, thanh niên cầm đầu kéo dây cương, bạch long mã kêu một tiếng, hai chân trước vung cao, đột nhiên ngừng lại ở trước mặt thạch vận. Thạch long cung ngồi ở trên bạch long mã, nhìn thạch vận, trên mặt lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười. Đường mùi, sao ngươi không cẩn thận như vậy, đi đường cũng nhìn không thấy bạch long mã của ta sao? Nếu để cho bạch long mã của ta kinh hãi, ngươi lấy cái gì đến bồi thường còn không mau tránh ra thạch long côn ngươi thật đúng là uy phong thạch vận vẫn không nói gì thạch kình liền đứng ra chỉ vào thạch long côn cười lạnh nói thấy đại tiểu thư chẳng lẽ ngươi còn muốn phóng ngựa đã thương người sao đừng quên tuy hôm nay phụ thân ngươi là đại gia chủ nhưng chờ đại ca xuất quan phụ thân ngươi vẫn phải nhượng ra vị trí ta khuyên ngươi làm người không nên quá kiêu ngạo thạch vận cũng cười lạnh nói thạch long côn đừng tưởng rằng ngươi ông lấy đùi đặng gia là có thể tùy ý làm bậy chờ phụ thân ta phá quan đi ra chứng đạo thành đế đến lúc đó ngươi hối hận cũng đã muộn ngươi cho rằng đặng gia sẽ giúp ngươi sao hợp tác với bọn họ không khác bảo hổ lột gia trong nội tâm thạch vận cùng thạch kình đều nhẫn nhịn một mồi lửa thạch long côn này chính là biểu huynh bà con xa của thạch vận nhưng bởi vì phụ thân của thạch long côn thạch hóa hồn thực lực cường đại hơn nữa tư lịch rất già, cho nên sau khi phụ thân của Thạch Vận là Thạch Vân Khang bế quan, liền do Thạch Hóa Hồn trở thành đại gia chủ, mà khí diễm của Thạch Long Côn cũng càng ngày càng hung hăng càng quấy. Hơn nữa Thạch Long Côn thiên tư bất phàm, hôm nay đã là nửa bước tiên đế, tương lai rất có hy vọng chứng đạo thành đế, cho nên càng để hắn tự cho mình siêu phàm, khinh thường đương đại. Ánh mắt của Thạch Long Côn lóe lên, khẽ mỉm cười nói. Đường muội gia chủ đã bế quan nhiều năm như vậy, còn không có xuất quan, ai biết hiện tại hắn đến ngọn nguồn như thế nào? chỉ sợ ngay cả các ngươi cũng liên hệ không đến a. À. chờ qua một thời gian ngắn, trưởng lão hội tổ chức, tất cả trưởng lão sẽ thông qua quyết nghị, phụ thân ta trở thành gia chủ chính thức của thạch gia, cho nên đường muội ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. gia chủ không có khả năng chứng đạo thành đế, nói không chừng đã vẫn lạc ở trong mật thất rồi. ngươi. trong ánh mắt thạch vận lộ ra vẻ phẫn nộ ngón tay chỉ vào thạch long côn cũng có chút run rẩy Đường muội qua mấy ngày là trưởng lão hội phụ thân ta kế nhiệm vị trí gia chủ đã thành kết cục đã định nếu ngươi thức thời một chút còn có thể ít ăn đau khổ tránh ra cho ta trường tiên xích sắc trong tay thạch long côn vung lên một đạo thần hồng trực tiếp xoáy lên thạch vận bay qua một bên mà thạch kình muốn ra tay cũng bị thạch long côn một quyền bức lui chỉ có thạch phong giữ im lặng tự động lui qua một bên trong nháy mắt, trên đường chỉ còn lại có Khương Tư Nam cùng Liễu Chân Tông. Không biết sống chết, tránh ra cho ta. Sau lưng Thạch Long Côn, một thanh niên tiên vương cảnh trong ánh mắt hiện lên lãnh mang, một cái tác quốc về phía Khương Tư Nam cùng Liễu Chân Tông, hơn nữa ẩn chứa một cổ pháp tắc chi lực kỳ dị. Âm âm. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên cười lạnh, oanh ra một quyền, quyền cương rừng rực mang tất cả thiên địa, để tất cả mọi người biến sắc. Quyền cương mênh mông chói mắt, trực tiếp oanh cự trưởng kia nát bấy hơn nữa trong hư không nổ tung huyết vụ bàn tay của thanh niên tiên vương cảnh kia nổ tung trong miệng phát ra thanh âm đau đớn thê thảm a à, mà ánh mắt của thạch long côn cũng lóe lên ánh mắt nhìn về phía khương tư nam hơi có chút ngưng trọng có thể dễ dàng phế bỏ cánh tay của một tiên vương như thế tuy khương tư nam thoạt nhìn chỉ là thần vương cảnh nhưng lại cho thạch long côn một loại cảm giác thâm bất khả trắc không đúng trên người của ngươi có khí tức của hỗn độn nguyên thú, vừa rồi ngươi chém vết một hỗn độn nguyên thú. Trong ánh mắt của Thạch Long Côn bỗng nhiên lộ ra thần sắc khiếp sợ, lên tiếng kinh hô nói. Thạch Long Côn vừa nói ra, trong ánh mắt hết thảy mọi người đều lộ ra thần sắc khiếp sợ, trong ánh mắt lập tức bắn ra thần mang tham lam. Phải biết rằng, tuy hỗn độn nguyên thú vô cùng hung tàn đáng sợ, nhưng hỗn độn nguyên thú ấu thú lại hơi dễ đối phó, coi như là cường giả tiên vương, chỉ cần chú ý một chút cũng có thể diệt sát một hỗn độn nguyên thú ấu thú nhỏ yếu. Nhưng hỗn độn nguyên thú trời sinh khắc chế nguyên thần tinh huyết của sinh linh, tiên vương khó có thể làm được, chỉ có những thiên tài yêu nghiệt không thể theo lẽ thường đến đo lường kia mới có thể. Mà Khương Tư Nam có thể diệt sát hỗn độn nguyên thú ấu thú, chẳng phải nói Khương Tư Nam đã có chiến lực sánh vai với những thiên tài yêu nghiệt kia. Mà hỗn độn nguyên thú đối với sinh linh lại có hấp dẫn quá cường đại. Trong cơ thể hỗn độn nguyên thú, xương cốt ẩn chứa năng lượng hỗn độn, có chỗ tốt rất lớn với tiểu thế giới tấn chức cùng đột phá cảnh giới. Hơn nữa thân thể hỗn độn nguyên thú không có chỗ nào mà không phải là thần tài luyện đang luyện khí, coi như đối với cường giả tiên đế mà nói cũng có chỗ tốt rất lớn. Cho nên chỉ cần xuất hiện thi thể hỗn độn nguyên thú, cuối cùng đều có thể đổi lấy tài nguyên và chỗ tốt cực kỳ khổng lồ. Những người chung quanh kia, chứng kiến Khương Tư Nam là thần vương cảnh, tự nhiên nổi lên tâm tư rục trịch. Trong tay Thạch Long Côn xuất hiện một la bàn kỳ dị, chậm rãi xoay tròn, trực chỉ vị trí Khương Tư Nam, hơn nửa phía trên tràn ngập ánh sáng ngân sắc chói lọi. Ngươi dết còn không phải hỗn độn nguyên thú bình thường, chính là hỗn độn nguyên thú vương cấp. Tiểu tử, ngươi là làm sao làm được? Thạch Long Côn nhìn về phía Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra kim mang, cũng thu đi lòng khinh thị. Khí tức trên người Khương Tư Nam không giả được, nhất định là tự mình chém dết hỗn độn nguyên thú trên người mới có thể lưu lại những khí tức kia, bị thạch long côn dùng thủ pháp đặc thù bắt được. Hỗn độn nguyên thú dựa theo huyết mạch, có thể phân chia thành hắc thiết cấp bình thường, thanh đồng cấp tinh anh, bạch ngân vương cấp, hoàng kim đế cấp. Mà trên người Khương Tư Nam quanh quẩn một tia ánh sáng ngân sắc chói lọi, đại biểu cho hắn chém giết, chính là một ấu thú bạch ngân vương cấp. Hỗn độn nguyên thú như vậy, chỉ sợ coi như là nửa bước tiên đế cũng không có cách nào làm được, mà Khương Tư Nam hết lần này tới lần khác dùng tu vi thần vương cảnh làm được, có thể thấy được kẻ này tuyệt đối không đơn giản. "Thực xin lỗi, không thể trả lời." Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, nhìn cũng không có nhìn Thạch Long Côn, từ một bên lách qua. "Chậm đã." Thạch Long Côn vung cánh tay lên, trực tiếp ngăn cản Khương Tư Nam. "Tiểu tử, ngươi xem ra rất lạ lẫm, hơn nữa khí tức trên người biểu hiện, chỉ sợ ngươi là vừa vặn từ trong thế giới vũ trụ đi ra." Ngươi bán thi thể hỗn độn nguyên thú ấu thú cho ta, ta cho ngươi một trăm vạn hỗn độn nguyên thạch. Thạch Long Côn nhìn Khương Tư Nam lạnh lùng nói, trên mặt mang tư thái cao cao tại thượng, phản phất như ban ân. Thạch Long Côn, ngươi còn có xấu hổ hay không? Thạch Vận phẫn nộ, đi tới lớn tiếng nói: Thi thể hỗn độn nguyên thú, coi như là hát thiết cấp bình thường nhất, cũng không chỉ một trăm vạn hỗn độn nguyên thạch. Ngươi đã biết là hỗn độn nguyên thú bạch ngân cấp coi như một nghìn vạn hỗn độn nguyên thạch cũng mua không được, cầm một trăm vạn liền muốn mua, chẳng lẽ ngươi mơ mộng hảo huyền sao? Khương Tư Nam nở nụ cười, nhưng mặt cho ai cũng có thể nhìn ra, trong tươi cười mang theo băng hàng khắc cốt. Vị đạo hữu này, không nói trong tay của ta không có thi thể hỗn độn nguyên thú, coi như có, ta dựa vào cái gì phải bán cho ngươi. Ngươi cũng xứng. Cúc ngay cho ta, bằng không chớ trách ta không khách khí. Trên người Khương Tư Nam, tản mát ra khí tức như núi thở hải khiếu, trong nháy mắt để tất cả mọi người run lên. Loại uy áp khủng bố này, coi như là nửa bước tiên đế cũng rất khó làm được, tiểu tử này thật sự chỉ là thần vương cảnh sao. Tất cả mọi người có một loại cảm giác khó có thể tin. Người lớn mật. Bên người thạch long côn có một thiếu niên đột nhiên quát lớn, ánh mắt trở nên vô cùng âm trầm. Tiểu tử, ngươi không muốn rượu mời không uống lại uống rượu phạt, nơi này là địa bàn của thạch tộc ta, săn giết hỗn độn nguyên thú nên giao cho thạch tộc ta đại thiếu gia khoan hậu thưởng ngươi một trăm vạn hỗn độn nguyên thạch thức thời liền tranh thủ thời gian giao ra thi thể hỗn độn nguyên thú nếu không chớ trách chúng ta không khách khí không sai tiểu tử thức thời liền tranh thủ thời gian giao ra đây đợi đến lúc thạch tộc thành vệ quân đến đến lúc đó ngươi muốn đi cũng khó khăn nói nhảm làm gì trực tiếp giết hắn đi thi thể hỗn độn nguyên thú chính là của chúng ta rồi những người này phản phất như bị tham lam phá đầu Giờ phút này ở đâu còn lo lắng Khương Tư Nam tự mình chém giết hỗn độn nguyên thú Vậy chiến lực của Khương Tư Nam đã cường đại đến loại trình độ nào Thạch Long Côn Ngươi không nên quá phận Khương Đạo Hữu là khách quý của ta Nếu ngươi lại càng quấy Ta liền đi trưởng lão hội cáo trạng ngươi Đến lúc đó ngươi cũng đừng trách gia pháp của thạch tộc vô tình Trong ánh mắt thạch vận lãnh mang càng ngày càng hừng hực Thạch Long Côn quả thực là một chút cũng không có để nàng vào mắt khắp nơi tự cho mình là thạch tộc thiếu chủ. Hơn nữa Khương Tư Nam chính là khách quý nàng mời đến, Thạch Long Côn lại muốn ép mua ép bán, chẳng lẽ hắn thật muốn chết sao? Thạch vẫn rất rõ ràng, Khương Tư Nam hung ác lên, loại chiến lực bá tuyệt thiên địa kia, ở trong thạch tộc hôm nay ngay cả cường giả đế cấp cũng không có, chỉ sợ còn thật không ai có thể ngăn cản. Nếu Khương Tư Nam nổi điên sát nhân, giết thạch Long Côn, vậy thạch tộc sẽ ra nhiễu loạn lớn rồi. 500 vạn chỉ cần ngươi giao thi thể hỗn độn nguyên thú cho ta, ta cho ngươi 500 vạn hỗn độn nguyên thạch, hơn nữa về sau nếu ngươi có nguy hiểm gì, cũng có thể cáo tri bổn thiếu gia, ta thay ngươi giải quyết. Nhận được tình bạn của thiếu chủ nhân tương lai Thạch tộc, chỉ sợ đối với ngươi mà nói cũng không lỗ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Ánh mắt của Thạch Long công sáng quắc, nhìn Khương Tư Nam chậm rãi nói. Hắn cũng không phải người ngu, có thể tu luyện tới nửa bước tiên đế cảnh, tự nhiên đều là người thông minh lời này vừa đấm vừa xoa, không dung Khương Tư Nam không đáp ứng. Coi như Khương Tư Nam cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn thật có thể chống lại thạch tộc sao? Coi như thạch tộc đã không có cường giả đế cảnh, nhưng có rất nhiều chuẩn bị cường đại cùng ác chủ bài, chỉ sợ ngay cả cường giả đế cấp chính thức cũng không dám đến đây nháo sự. Thực xin lỗi, ta không có hứng thú. Khương Tư Nam lạnh lùng nói, trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia không kiên nhẫn. Hảo hảo hảo. Tiểu tử, Ta nhớ kỹ ngươi. Thi thể hỗn độn nguyên thú tạm thời gửi lại ở chỗ của ngươi, đến lúc đó bổn thiếu gia sẽ đích thân tới lấy, ngươi chờ đó cho ta." Thạch Long cung nhìn Khương Tư Nam thật sâu, kéo dây cương, thả người mang theo một đám thiếu niên thiên tài chạy như bay. Nghĩ nghĩ, Thạch Long cung còn không có động thủ, bởi vì hắn cũng suy đoán ra chiến lược chính thức của Khương Tư Nam, chỉ sợ không phải thiên tài bình thường, chính là nhân vật có thể cùng những yêu nghiệt trong truyền thuyết kia sánh vai. Tuy hắn là nửa bước tiên đế, nhưng hắn không có bất kỳ nắm chắc nói nhất định có thể chém giết một ấu thú hỗn độn nguyên thú vương cấp. Cho nên, hắn chỉ có thể quẳng xuống một câu ngoan thoại, sau đó xám xịt rời đi và... Và thạch tộc ở trung ương nhất của thành trì, chiếm cứ một mảng lớn cung điện đẹp để quý giá, bị tiên quan nhàn nhạt bao phủ, trong đó quỳnh lâu ngọc vũ, đình đài lầu cát, thoạt nhìn xa hoa, tự như tiên cảnh. Tuy thạch tộc đế quân chết trận, nhưng nội tình của thạch tộc vẫn cực kỳ thâm hậu chỉ là không có cường giả đế cấp tọa trấn thạch tộc đưa tới càng ngày càng nhiều người ngấp nghé tình cảnh của thạch tộc thoạt nhìn không ổn a à. khương tư Nam nhìn thoáng qua thạch vận như có điều suy nghĩ nói sắc mặt thạch vận buồn bã lộ ra một tia thở dài khương đạo hữu nói không sai hôm nay thạch tộc ta loạn trong giặc ngoài có thể nói đã đến thời khắc sinh tử tồn vong nếu không có cường giả đế quân xuất hiện sợ là thạch tộc chúng ta sẽ thật sự có hòa diệt tộc rồi. Thạch Kinh cũng gật đầu nói. Hôm nay phụ thân của Thạch Long Côn là Thạch Hóa Hồn làm gia chủ đại diện, nhưng lại cùng phong tộc đế quân trong 18 đế quân cấu kết. Ở dưới phong tộc ủng hộ, Thạch Hóa Hồn đã đón mua rất nhiều thạch tộc trưởng lão, chỉ sợ trưởng lão hội tiếp theo, hắn sẽ phát tác, muốn trở thành gia chủ thạch tộc chính thức. Đến lúc đó chỉ sợ thạch tộc ta liền thật sự bị hắn bán cho phong tộc rồi cho nên đại tiểu thư mới cực kỳ sốt ruột, lần này đi ra ngoài săn giết hỗn độn nguyên thú, cũng là muốn tăng tu vi, sau đó có thể ở trong hỗn độn bí cảnh, đoạt được một đạo hồng mông tử khí, làm cho lão gia chủ đột phá cảnh giới. Thạch vận nhìn Khương Tư Nam, thành khẩn nói. Khương đạo hữu, lúc này đây thạch tộc chúng ta cũng có mấy danh ngạch tiến vào hỗn độn bí cảnh, ta nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi một danh nhạch, chỉ cầu ngươi giúp ta thu một đạo hồng mông tử khí, đến lúc đó tất có thăm tạ danh ngạch tiến vào trong hỗn độn bí cảnh đều bị hạn chế ngoại trừ hắc ma thần điện 18 đế quân những người khác căn bản không có biện pháp tiến vào hỗn độn bí cảnh trong hỗn độn bí cảnh tuy cũng có rất nhiều ngoài ý muốn nhưng càng nhiều nữa là bảo tàng vô cùng vô tận cho nên tiến vào trong hỗn độn bí cảnh thám hiểm không bằng nói là thu hoạch tài nguyên nếu ta thật sự đạt được hồng mông tử khí tất nhiên sẽ mang đi ra cho ngươi khương tư nam không có bất kỳ do dự trực tiếp gật đầu đáp ứng hỗn độn bí cảnh mở ra ở vài ngày sau cho nên khương tư nam được đám người thạch vận an bài ở trong biệt viện tạm thời chờ đợi hỗn độn bí cảnh mở ra mà an bài tốt khương tư nam cùng liễu chân tông sông thạch vận liền đi tới cung điện hùng vĩ nhất của thạch tộc cái gì ngươi muốn danh ngạch tiến vào hỗn độn bí cảnh cho một ngoại nhân thạch vận chẳng lẽ ngươi thật sự không biết nặng nhẹ sao trên cung điện chính là một trung niên nhân dung mạo có chút tương tự thạch long côn mặt tử kim đạo bào giờ phút này đột nhiên quay đầu khuôn mặt uy nghiêm không sai đại tiểu thư hôm nay thạch tộc chúng ta chỉ có năm danh ngạch tiến vào hỗn độn bí cảnh so với trước kia ít đi năm thành người sao có thể để một ngoại nhân đại biểu chúng ta tiến vào hỗn độn bí cảnh thật sự là hoang đường chúng ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh các trưởng lão thạch tộc nghe thạch vận nói xong trong ánh mắt cả đám đều lộ ra thần sắc lạnh như băng. Chư vị trưởng lão, nhân phẩm của vị Khương đạo hữu này tuyệt đối không có vấn đề gì, hơn nữa các ngươi biết không? Hắn dùng sức một mình chém vết ấu thú hỗn độn nguyên thú, mặc dù chỉ là thần vương cảnh, nhưng chiến lực còn mạnh hơn nửa bước tiên đế, ta có lòng tin chỉ cần hắn tiến vào trong hỗn độn bí cảnh, tuyệt đối có thể từ trong tay những yêu nghiệt kia đoạt một đạo hồng mông tử khí." Thạch Vận kiên trì nói, trên mặt cực kỳ cố chấp. Cái gì? Một mình chém giết một ấu thú hỗn độn nguyên thú vương cấp. Đại tiểu thư, ngươi không phải là cố ý che chở hắn chứ. Ấu thú bạch ngân vương cấp, ngay cả nửa bước tiên đế cũng làm không được, chỉ có mấy yêu nghiệt kia mới có thể. Ngươi xác định, tiểu tử này vượt những thiên tài yêu nghiệt kia. Nếu chuyện này là thật, chúng ta xác thực có thể cân nhắc thoáng một phát. Các trưởng lão đều bị thạch vận nói khiếp sợ, loại thiên phú cùng chiến lực khủng bố này, chỉ sợ tiến vào trong hỗn độn bí cảnh, sẽ rất có hy vọng cướp được hồng mông tử khí. Mà chỉ cần nhận được hồng mông tử khí, đến lúc đó dùng thiên phú của Thạch Vân Khang, nhất định có thể một lần hành động đột phá đến tiên đế cảnh. Thạch Vân nói, lập tức để rất nhiều trưởng lão lộ vẻ do dự. Hiển nhiên, tuy bọn hắn đứng ở bên Thạch Hóa Hồn, nhưng cũng không muốn Thạch tộc biến thành phụ thuộc cho những người khác. Thạch Hóa Hồn biến sắc, cười lạnh nói. Tiểu Vân, ngươi nói tiểu tử kia chỉ có tu vi thần vương cảnh, hơn nữa là vừa từ thế giới vũ trụ đi ra chỉ sợ hắn là lần đầu tiên nhìn thấy hỗn độn nguyên thú a hỗn độn nguyên thú vương cấp chỉ sợ một ngụm là có thể nuốt hắn hắn làm sao có thể có thực lực chém giết một ấu thú hỗn độn nguyên thú vương cấp không phải là dùng thủ đoạn che giấu gì cố ý lừa gạt ngươi chứ hơn nữa lúc này đây hỗn độn bí cảnh liên quan trọng đại có thể đạt được hồng mông tử khí hay không quan hệ đến tương lai của thạch tộc ta ngươi tìm một người không minh bạch làm nếu như hắn là gian tế của gia tộc khác, đây chẳng phải là muốn cho thạch tộc ta xa vào hoàn cảnh khó có thể vãn hồi. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không đáp ứng. Thạch hóa hồn nói, hiển nhiên cũng cực kỳ có đạo lý, để các trưởng lão lộ vẻ do dự. Dù sao Khương Tư Nam là thạch vận nửa đường gặp được, ai cũng không biết phẩm tính của hắn như thế nào, đến cùng có phải gian tế của những người khác phái tới hay không, nếu thật sự xảy ra vấn đề, chỉ sợ thạch tộc cũng xong rồi. Nhưng các trưởng lão cũng biết, chiến lực chính thức của Thạch Vận cùng Thạch Long Côn, nếu đối mặt những thiên tài yêu nghiệt trên Hắc Ma Đế Thành kia, vẫn có chênh lệch rất lớn, ở thời điểm cướp đoạt Hồng Mông Tử Khí, chỉ sợ không thể tạo được tác dụng gì. Ta dùng tánh mạng của ta đảm bảo. Thạch Vận nhìn chầm chầm vào Thạch Hóa Hồn, thanh âm lạnh lùng nói. Bất kể như thế nào, lúc này đây ta là có một danh ngạch tiến vào hỗn độn bí cảnh, ta quyết định tặng danh ngạch này cho hắn, ta tin tưởng hắn khẳng định không phải gian tế nếu thật là ta không có mắt nhìn người ta tình nguyện lấy cái chết tạ tội còn nữa thạch vận nhàn nhạt liếc nhìn thạch hóa hồn cười lạnh nói ngươi chỉ là một gia chủ đại diện mà thôi phụ thân ta còn đang bế quan tu luyện ta mới thật sự là thiếu gia chủ hôm nay ta tới đây cũng không phải nói yêu cầu ngươi cho ta một danh ngạch ta chỉ là thông tri ngươi thoáng một phát mà thôi danh sách kia của ta ta nguyện ý tặng cho hắn coi như là ngươi cũng không thể ngăn trở Thạch vận nói xong, hất ống tay áo lên, quay người đi ra cung điện. Sau lưng, chỉ để lại một đám tiên vương trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cùng với thạch hóa hồn khuôn mặt vô cùng âm trầm. Đáng chết! Thạch hóa hồn cười lạnh một tiếng, đầu rồng trên ghế ngồi bị hắn đập nát bấy, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia sát cơ, hiển nhiên là hận Khương Tư Nam tới cực điểm, đã sinh ra ý muốn hại người. Mà sự tình phát sinh ở trong thạch tộc, Khương Tư Nam hiển nhiên là không rõ ràng. Sau khi đi tới Hắc Ma Đế Thành, Khương Tư Nam đối với hết thảy nơi này đều tràn ngập tò mò. Ở trong biệt viện, Khương Tư Nam đọc qua lịch sử của Hắc Ma Đế Thành, cùng với thế lực phân bố trong Đế Thành. Khá lắm, Hắc Ma Đế Thành vậy mà đã trải qua ba lần vũ trụ sinh diệt luân hồi, đây rốt cuộc là một tòa hùng thành thế nào? Vậy mà sẽ khủng bố như thế? Khương Tư Nam hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia tán thắng. Tuy hắn sớm đã có suy đoán, Hắc ma đế thành này chính là những chúa tể trong truyền thuyết chế tạo, nhưng giờ phút này chứng kiến lịch sử của Hắc ma đế thành, Khương Tư Nam vẫn tránh không được bị chấn kinh. Thi thể hỗn độn nguyên thú với ta mà nói, đã không có tác dụng gì rồi. Nguyên thần lực trên người nó bị ta cắn nuốt, mà này ấu thú hỗn độn nguyên thú vương cấp này, nhất định có thể bán được một cái giá tốt. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia cơ trí. Hắn chuẩn bị ở trước khi tiến vào hỗn độn bí cảnh, đầu tiên bán đi thi thể hỗn độn nguyên thú vương cấp đổi lấy một ít tài nguyên hữu dụng dù sao trong hỗn độn này đến cùng có nguy hiểm gì ngay cả khương tư nam cũng không có hoàn toàn nắm chắc vẫn là thận trọng một ít cho thỏa đáng liễu chân tông vẫn còn ở trong thạch tộc tu luyện mà khương tư nam thì một người đi ra thạch tộc tiến về trên đường cái phùng hoa mậu dịch căn cứ thạch vận giới thiệu khương tư nam biết rõ trên lãnh địa thạch tộc thương hội lớn nhất không phải thạch tộc thương hội mà là hắc ma thương hội dưới trướng hắc ma thần điện. Danh dự của hắc ma thương hội một mực rất tốt, hơn nữa chính là cấp dưới của hắc ma thần điện, cho nên coi như là gia tộc của 18 đế quân, cũng không dám nháo sự ở trong hắc ma thương hội. Trong hỗn độn nguyên thú, kỳ thật đối với Khương Tư Nam hữu dụng nhất đúng là lực lượng hắc ám của hỗn độn nguyên thú, mà huyết nhục gia lông của hỗn độn nguyên thú đối với Khương Tư Nam mà nói, thì không có tác dụng gì. Khương Tư Nam tiến vào hắc ma thương hội, Vừa nghe nói Khương Tư Nam muốn bán thi thể hỗn độn nguyên thú, hơn nữa là thi thể nguyên vẹn không sức mẻ, lập tức quản sự trong Hắc Ma Thương hội liền trở nên cung kính, đưa Khương Tư Nam đến phòng khách quý ở lầu 3. Vì đạo hữu nào muốn bán thi thể hỗn độn nguyên thú? Khương Tư Nam vừa ngồi xuống không bao lâu, liền nghe được một thanh âm già dạ nua mà trung khí mười phần vang lên, từ bên ngoài đi tới một lão giả râu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước. Khương Tư Nam cảm giác được Khí tức trên người lão giả này thâm bất khả trắc, dĩ nhiên là một nửa bước tiên đế, chỉ là khí huyết hơi có chút suy bại, làm cho mặt mũi của hắn mang theo một loại tái nhật không bình thường. Lão giả phản phất như cực kỳ sốt ruột cùng kinh hỷ, bất chấp cùng Khương Tư Nam hàng huyên, trực tiếp vọt lên. Chính là tại hạ. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia tinh mang, thản nhiên nói. Lúc này lão giả mới cảm giác được mình có chút đường đột, ấy nấy khẽ mỉm cười nói đạo hữu thứ lỗi, là vì ta quá kích động, cho nên mới có chút thất thố. Lão Phu Chu Đức Thụy là nhị trưởng lão của Hắc Ma Thương Hội, không biết thi thể hỗn độn nguyên thú của đạo hữu là cấp bậc gì? Có đạt tới thanh đồng tinh anh cấp không? Trong tay Khương Tư Nam lóe lên hào quang, xuất hiện một không gian giới chỉ, trực tiếp hóa thành lưu quang bay về phía Chu Đức Thụy. Chu trưởng lão, đây là thi thể một ấu thú hỗn độn nguyên thú bạch ngân vương cấp, bảo tồn xem như nguyên vẹn, cụ thể đều ở trong này, chính ngươi xem một chút đi. Chu Đức Thùy thật không ngờ Khương Tư Nam trực tiếp ném cho mình, hơi có chút sững sờ, nhưng lập tức liền khôi phục bình tĩnh, nhận lấy, sau đó đưa vào một tia thần niệm. Hí! Quả nhiên là hỗn độn nguyên thú bạch ngân vương cấp, hơn nữa bảo tồn nguyên vẹn như thế, xem ra chiến lực của người chém giết hỗn độn nguyên thú này rất mạnh, mới có thể một kích giết chết. Không biết có phải là đạo hữu giết chết hay không? Chu Đức Thụy có chút thăm dò hỏi chu trưởng lão suy nghĩ nhiều ta làm sao có thể là đối thủ của hỗn độn nguyên thú chém chết nó là một người khác hoàn toàn chu trưởng lão trực tiếp nói giá đi khương tư nam mỉm cười đánh cái ha ha nói chu đức thụy nhìn thoáng qua khương tư nam nói không dối gạt đạo hữu thi thể hỗn độn nguyên thú này đối với hắc ma thương hội ta mà nói xác thực cực kỳ trọng yếu nhưng ta xem khương đạo hữu hình như là tu sĩ thần đạo hôm nay người tu thần đạo chi lộ quá ít, hơn nữa tu luyện tới cảnh giới như đạo hữu càng ít, nên ta cho đạo hữu hai đề nghị được không? Đề nghị gì? Khương Tư Nam có chút tò mò hỏi. Đề nghị thứ nhất là ta dựa theo giá thị trường, cho đạo hữu 3.000 vạn hỗn độn nguyên thạch. Nhưng ta nghĩ, hỗn độn nguyên thạch đối với đạo hữu mà nói, hình như là không có tác dụng gì. 3.000 vạn hỗn độn nguyên thạch sao? Khương Tư Nam sợ hãi thang một tiếng, đây đúng là một khoản tiền lớn, nhưng hỗn độn nguyên thạch với hắn mà nói xác thực không có tác dụng gì, Khương Tư Nam bán đi thi thể ấu thú hỗn độn nguyên thú cũng không quá đáng là muốn mua một ít vật hữu dụng với mình mà thôi. Đề nghị thứ hai là gì? Đề nghị thứ hai là ta lấy một pháp bảo để đổi thi thể hỗn độn nguyên thú của đạo hữu. Ta tin tưởng đạo hữu nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, bởi vì đây là một thần khí. Thần khí? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lập tức sinh hứng thú. Chu Đức Thụy khẽ mỉm cười nói. Không sai, là thần khí. Tuy hôm nay thần đạo suy yếu, nhưng thời kỳ thượng cổ tu sĩ thần đạo vô cùng cường đại, bọn hắn luyện chế thần khí cũng có vô số tác dụng thần bí khó lường. Kiện thần khí này chính là ta trong lúc vô tình từ trong một di tích cổ tìm được, nếu không phải vì ta là tu sĩ tiên đạo, ta cũng không muốn đổi cho ngươi. Chu Đức Thụy nói xong, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ngọc bội màu đen, phía trên phản phất như có thần long trông rất sống động tản mát ra uy áp cường đại bàn long thần ngọc chính là thần đế cường đại thời kỳ thường cổ luyện chế nhưng lại là chí bảo công kích một lần duy nhất nguyên bản có thể phát ra ba lượt công kích mỗi một lần có thể so với một kích toàn lực của thần đế chẳng qua hiện nay chỉ còn lại một lần đạo hữu đây chính là một kích toàn lực của thần đế cảnh nếu vận dụng thỏa đáng coi như đánh lén giết chết một vị cường giả đế cấp cũng không phải là không được trong miệng chu đức thụy mang theo ngữ khí không nở đưa cho khương tư nam chứng kiến bàn long thần ngọc trong mắt khương tư nam lập tức hiện lên tinh mang nhưng lại khôi phục bình tĩnh nhận lấy cẩn thận quan sát mà trong lòng của hắn thì nhấc lên sóng lớn ngập trời bởi vì hắn từ trên bàn long thần ngọc vậy mà cảm thấy khí tức thái cổ tổ long mênh mông chẳng lẽ bàn long thần ngọc này cùng thái cổ tổ long có quan hệ gì sao và có thể phát ra một kích toàn lực của thần đế sao trong ánh mắt của Khương Tư Nam tinh mang lập lòe, nhất là thời điểm tay của hắn đụng chạm đến bàn long thần ngọc, hắn cảm giác được tổ long bảo thuật phản phất như bắt đầu tự động vận chuyển. Nhưng thần sắc của Khương Tư Nam không thay đổi, thản nhiên nói. Kiện thần khí này quả thật không tệ, nhưng chỉ là thần khí duy nhất một lần công kích, hơn nữa chỉ có thể phát ra một kích, chỉ sợ giá trị không bằng thi thể của hỗn độn nguyên thú Bạch Ngân Vương cấp A. Chu Đức Thụy khẽ mỉm cười nói. Đạo hữu nói sai rồi, có thể phát ra một kích tương đương với thần đế, thời khắc máu chốt chính là vật bảo vệ tánh mạng vô thường tuy chỉ có một kích, nhưng giá trị không thể đánh giá, nếu không phải cường giả thần đạo quá ít, kiện thần khí này sớm đã bị bán đi rồi. Khương Tư Nam cùng Chu Đức Thụy co kè mặt cả, cuối cùng Chu Đức Thụy làm ra nhượng bộ, chẳng những dụng bàn long thần ngọc trao đổi thi thể hỗn độn nguyên thú, còn đền bù Khương Tư Nam 500 vạn hỗn độn nguyên thạch. Khương Đạo Hữu, nếu như lúc sau còn có loại thi thể hỗn độn nguyên thú nguyên vẹn này, cứ việc đến Hắc Ma Thương hội ta, chúng ta sẽ cho ngươi cái giá thỏa mãn. Đã nhận được thi thể hỗn độn nguyên thú Bạch Ngân Vương cấp, Chu Đức Thụy cũng hết sức hài lòng, hơn nữa cho Khương Tư Nam một tấm thẻ hội viên cao cấp của Hắc Ma Thương hội, tự mình đưa Khương Tư Nam ra Hắc Ma Thương hội. Chu trưởng lão dừng bước, nếu như có thi thể hỗn độn nguyên thú, ta nhất định sẽ trước tiên nghĩ tới Hắc Ma Thương hội. Khương Tư Nam mỉm cười quay người đi ra. Nhưng trong lòng Khương Tư Nam thì vô cùng kích động, hắn biết rõ lần này kiếm lợi lớn, có thể gặp được di vật của Thái Cổ Tổ Long, giá trị tuyệt đối không thể đánh giá. Vì Hắc Ma Thương Hội không biết Tổ Long bảo thuật, cho nên mới coi bạn Long Thần Ngọc như thần khí, bằng không mà nói, tuyệt đối không chỉ cái giá này. Khương Tư Nam không thể chờ đợi được muốn đi về, nghiên cứu bàn Long Thần Ngọc thoáng một phát. Cái gì? Họ Khương kia đi Hắc Ma Thương Hội. Thạch Long Cung đột nhiên từ trên ghế đứng lên, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, nhìn Thạch Phong đứng ở phía dưới nói. Thạch Phong có chút sợ hãi rụt rè, nhưng vẫn lấy can đảm nói. Đại công tử, ta tận mắt thấy họ Khương đi vào, hơn nữa cuối cùng được hắc ma thương hội chu trưởng lão tự mình tiễn đưa ra, ta nghĩ thi thể hỗn độn nguyên thú, khẳng định đã bị hắn bán cho hắc ma thương hội. Đáng chết! Bổn thiếu gia vừa ý thi thể hỗn độn nguyên thú, hắn vậy mà bán cho hắc ma thương hội, hơn nữa thạch vận lại muốn tặng danh ngạch vào hỗn độn bí cảnh của mình cho tiểu tử họ khương quả thật là không biết sống chết trong ánh mắt thạch long cung lộ ra một tia sát khí lạnh như băng dùng thực lực của đại công tử đến lúc đó tiến vào hỗn động bí cảnh diệt tiểu tử này chỉ là chuyện nhất tay hắn cũng dám đối nghịch đại công tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ thạch phong không người vẻ mặt nịnh nọt nhìn thạch long cung cười nói cái này thưởng cho ngươi ngươi lui ra đi xem chừng nhất cử nhất động của tiểu tử họ Khương kia, ngươi là người thông minh, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thạch Long Công nhàn nhạt liếc nhìn Thạch Phong, ném ra một cái bình ngọc màu trắng. Thạch Phong vội vàng nhận lấy, mở ra xem xét, liền nghe được một hương thơm để người sảng khoái tinh thần, trong ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhìn Thạch Long cung thi lễ một cái, lui ra ngoài. Họ Khương, ngươi không tán thưởng như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Còn có Thạch Vận, bổn thiếu gia liền không quen nhìn bộ dạng cao cao tại thượng của ngươi, sớm muộn gì cũng có một ngày, lão tử muốn đè ngươi ở dưới thân thể hảo hảo chơi một chút. Thạch Long Côn lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt lộ ra một tia dâm tà. Âm âm. Khương Tư Nam cẩn thận phân ra một tia khí tức tổ long bảo thuật, tiến vào trong bàn long thần ngọc, giống như dẫn nổ lôi đình, bàn long thần ngọc tản mát ra lôi quang rừng rực, đột nhiên nổ vang ở trong hư không. Nếu không phải Khương Tư Năm sớm bày ra kết giới phòng ngự, chỉ sợ sẽ bị người phát hiện rồi. Ở trong bàn Long Thần Ngọc, tia khí tức tổ Long Bảo thuật kia của Khương Tư Nam giống như đốt sáng lên ngọn đèn, lập tức để bàn Long Thần Ngọc trung rẩy. Thần niệm của Khương Tư Nam phản phất như đi tới một hỗn độn thế giới vừa khai thiên tích địa, ở đó có một thái cổ tổ Long cao ức vạn dặm, toàn thân tản ra thần mang cửu sắc, uy áp thiên hạ. Loại khí thế phóng đảng không bị trói buộc, từ thái vô địch kia, để tất cả mọi người nhìn thấy, đều sinh ra cảm giác linh hồn run rẩy, phản phất như con sâu cái kiến đối mặt một phi thiên thần long ngang, tiếng long ngâm kinh thiên động địa, xé rách hỗn độn hư không, năng lượng hỗn độn vô tận bộc phát ra, phun về tứ phương, hơn nữa bắt đầu diễn biến ra tiểu thế giới, thần bí khó lường. Khương Tư Nam chứng kiến, thái cổ tổ long ở trong hỗn độn, chấn tan đại dương mênh mông, quét ngang cửu thiên thập địa long uy nứt vỡ vô số thế giới, để chư thiên thần ma trung rẫy Đây là Tổ Long Bảo Thuật. Ánh mắt của Khương Tư Nam đột nhiên chấn động, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Tuy hắn đã nhận được cửu thiên bí thuật cùng lục như thương Long Quyết, hơn nữa dung hợp tạo thành Tổ Long Bảo Thuật nguyên vẹn, nhưng Khương Tư Nam tu luyện Tổ Long Bảo Thuật tới Đại Thành, cũng xa vào một loại bình cảnh. Truy cứu căn nguyên, ngoài trừ Khương Tư Nam không phải Long Tộc ra, quan trọng nhất là hắn không có kiến thức đến thái cổ tổ long thực hình cùng với lạc ấn thần bí trong huyết mạch long tộc, không thể hiểu thấu đáo một bước cuối cùng kia. Mà hôm nay, Khương Tư Nam từ trong bàn long thần ngọc, thấy được hình tượng thái cổ tổ long chính thức uy áp vũ trụ, quét ngang bát hoang, ảo diệu của tổ long bảo thuật bắt đầu chảy xuôi ở trong lòng hắn. Bàn long thần ngọc này không phải thần khí công kích một lần duy nhất, mà là một kiện chí bảo ẩn chứa chân ý thái cổ tổ long, đã có bàn long thần ngọc này, Tổ Long bảo thuật của ta, nhất định có thể ở trong thời gian ngắn tìm hiểu đến đại viên mãn. Trên mặt Khương Tư Nam lộ ra thần sắc kích động. Mấy ngày kế tiếp, Khương Tư Nam đóng cửa không ra, tìm hiểu Thái Cổ Tổ Long thực hình trong bàn Long thần ngọc, từ trong đó lĩnh ngộ ra ý cảnh quét ngang hỗn độn vô địch của Thái Cổ Tổ Long, tìm hiểu Tổ Long bảo thuật càng ngày càng sâu. Đến cuối cùng, Khương Tư Nam cảm giác mình phản phất như hóa thân thành Tổ Long bảo thuật, bay lượn trong hỗn độn vô biên vô hạn dùng thần ma làm thức ăn hủy thiên diệt địa không gì làm không được ở dưới loại cảnh giới thần bí này tu vi của khương tư nam đột nhiên tăng mạnh tìm hiểu thiên địa đại đạo cũng càng ngày càng sâu khắc khương huynh hỗn độn bí cảnh sắp mở ra không biết đã qua bao lâu thanh âm của thạch vận vang lên bên tai khương tư nam kéo hắn từ trong cảnh giới kỳ dị ra đáng tiếc nếu lại nhiều một chút thời gian ta có thể đụng chạm đến ảo diệu trọng yếu nhất của tổ long bảo thuật nhưng hỗn độn bí cảnh muốn mở ra rồi sao? Bí cảnh thai ngán ra hồng mông tử khí, đến tột cùng có gì không giống? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia thần sắc vô cùng mong đợi, từ trên giường đứng lên. Khương Tư Nam cùng thạch vận chung một chỗ, từ trong truyền tống trận đi ra, liền thấy được vân hải mênh mông trước mắt, cùng với tế đàn cực lớn trong mây. Tế đàn tản ra hào quang màu đen, sát khí trùng thiên, phía trên còn có vết máu pha tạp, phản phất như ẩn chứa khí tức anh linh bất diệt, để người xem xét liền không nhìn được tinh thần chấn động. Nơi này chính là hắc ma tế đang mở ra hỗn độn bí cảnh, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ thông qua nơi đây, tiến vào hỗn độn bí cảnh. Thạch vận giới thiệu. Lúc này thạch tộc chỉ có 5 danh ngạch, mà thạch vận tặng danh ngạch của mình cho Khương Tư Nam, thạch Long Côn cũng nhận được một danh ngạch, ba danh ngạch khác thì cho ba vị trưởng lão nửa bước tiên đế trong gia tộc. Dù sao lúc này đây tiến về hỗn độn bí cảnh, lịch lãm rèn luyện chỉ là phụ cướp đoạt tài nguyên mới là chính yếu nhất, cho nên trừ đi một tí thiên tài yêu nghiệt đặc biệt, đại bộ phận gia tộc phái ra đều là trưởng lão nửa bước tiên đế. Khương Huynh, tiến vào trong hỗn độn bí cảnh, ngươi chẳng những phải cẩn thận người gia tộc khác, càng phải cẩn thận Thạch Long Côn, hắn lòng dạ hẹp hòi, Khương Huynh không bán thi thể hỗn độn nguyên thú cho hắn, khó bảo toàn hắn sẽ không ra tay với Khương Huynh. Thạch Vận một bên giới thiệu tình huống nơi này, một bên âm thầm truyền âm nói: "Ngươi yên tâm nếu hắn đuôi mù ta sẽ không để ý giáo huấn thoáng một phát nhưng lúc này đây chính yếu nhất chỉ sợ vẫn là cướp đoạt hồng mông tử khí những tài nguyên khác chỉ là phụ ta đối với hỗn độn bí cảnh này ngược lại là càng ngày càng mong đợi khương tư nam mỉm cười đối với chuyện này cũng không phải quá để ý dùng chiến lực của hắn hôm nay chỉ cần không gặp cường giả đế cấp hắn đều có lực đánh một trận khương huynh không nên chủ quan lúc này đây tiến vào trong hỗn độn bí cảnh cũng có rất nhiều yêu nghiệt của gia tộc khác. Ngươi nhìn, kia là phong tộc phong thiên hành, mặc dù chỉ là tiên vương, nhưng nghe nói đã chém giết cường giả nửa bước tiên đế. Còn có người kia, Lữ Hậu Thâm, tuyệt thế thiên tài Lữ Gia, đã tu luyện thần ma cửu biến kinh của Lữ Gia đến bát biến, thực lực không thể khinh thường. Thạch vận lặng lẽ truyền âm nói, ánh mắt rơi vào trên tế đàn, một thanh niên mặc áo trắng, cùng một nam tử cả người đầy cơ bắp, cường tráng tự như một ngọn núi trừ bọn họ ra, yêu nghiệt mấy đại gia tộc khác, chỉ sợ đều tham gia hỗn độn bí cảnh, bọn hắn cũng đã có chiến tích một mình chém giết hỗn độn nguyên thú, cho nên Khương huynh phải cẩn thận một chút. Thạch Vận nói tin tức các đệ tử yêu nghiệt của gia tộc 18 đế quân, cùng với những cường giả khác trong Hắc Ma đế thành cho Khương Tư Nam, Khương Tư Nam đều nhất nhất ghi nhớ. đóng Nhưng lúc này, một tiếng hô kinh thiên động địa truyền đến, từ đằng xa bay tới 18 quái long màu đen, sau lưng mọc hai cánh diện mục dữ tợn, toàn thân tản mát ra khí tức hắc ám cùng tà ác, vậy mà mỗi một cái đều là thiên yêu vương cảnh, giờ phút này chỉ có thể lưu lạc thành công cụ kéo xe. Trên chiến xa, một thanh niên mặc hắc y vững vàng ngồi ở phía trên, quanh thân hắn bao phủ một tầng sương mù nhàn nhạt, nhạt, tóc dài rối tung, diện mục như đau gọt búa khắc, trong đôi mắt, phản phất như ẩn chứa hắc ám vĩnh hằng trong hỗn độn, bất cứ người nào thấy được con người của hắn, phản phất như đều bị xé rách vào, biến thành bột mịn thanh niên mặc hắc y vừa xuất hiện ở trên không tế đàn, lập tức trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Khương Huynh, ngươi cần chú ý nhất là người này. Thạch vận nhìn thấy thanh niên mặc hắc y kia, trong ánh mắt lộ ra hào quang vô cùng ngưng trọng. Hắn tên là Triệu Thiên Xung, chính là đệ tử xuất sắc nhất của Hắc ma thần điện thế hệ này, hơn nữa hắn giống như ngươi, đi cũng là thần đạo chi lộ, hôm nay đã đạt đến thần vương cảnh đỉnh phong. Nửa bước tiên đế chết trong tay hắn, cơ vực cờ hỗn độn nguyên thú cũng không dưới mấy chục hắn được xưng là nhân vật lĩnh quân của hắc ma đế thành trong 10 năm tất chứng đạo thành đế hào quang của hắn không người có thể che giấu nghe được thạch vận nói trong ánh mắt của khương tư nam cũng lộ ra một tia hào quang kỳ dị trước kia thạch vận nói mấy thiên tài yêu nghiệt khương tư nam cũng từ trên người bọn họ cảm thấy chút khí tức cường đại nhưng triệu thiên xung xuất hiện lại cho khương tư nam cảm giác nguy hiểm đây là một kình địch trong nội tâm Khương Tư Nam lập tức xuất hiện ý nghĩ như vậy, có thể trở thành người mạnh nhất một đời trẻ tuổi của Hắc Ma thần điện, áp đảo trên 18 gia tộc đế quân, hơn nữa giống như Khương Tư Nam, đồng dạng đi thần đạo chi lộ, lập tức để trong nội tâm Khương Tư Nam sinh ra ý tranh phong. Hắn cùng nhau đi tới, trẻ tuổi có thể sánh vai với hắn quá ít, hôm nay chứng kiến kình địch, trong nội tâm Khương Tư Nam thậm chí có một loại cảm giác như thấy được bảo vật. Khí tức trên người Triệu Thiên xung thâm bất khả trắc, giống như hắc ám vĩnh hằng trong hỗn độn, vô biên vô hạn, hắn vừa xuất hiện ở trên không tế đàn, phản phất như thiên địa cũng ảm đạm xuống. Triệu Thiên xung nhàn nhạt nhìn mọi người, sau đó mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngồi ở trên chiến xa nhắm mắt dưỡng thần. Mà sau khi Triệu Thiên Xuân nhắm hai mắt lại, loại khí tức để toàn thân mọi người không được tự nhiên mới chậm rãi tiêu tán. Thật mạnh! Không hổ là đại sư huynh của Hắc Ma Thần Điện, hơn nữa được kết luận là trong 10 năm tất chứng đạo thành đế, tuyệt thế yêu nghiệt như vậy, ở trong hỗn độn bí cảnh, nếu nhận được hồng mông tử khí, chẳng phải là có thể lập tức bế quan đột phá. Không sai. Hắn tích lũy quá hùng hậu, ngay cả cường giả nửa bước tiên đế cũng không bằng, nghe nói hắn tu luyện mấy đại đế kinh, hơn nữa đều tu luyện đến viên mãn. Coi như ở trong 49 đế thành, cũng có thể sắp xếp rất cao. Nhưng hắn đi dù sao cũng là thần đạo chi lộ muốn thành tựu thần đế vô thường quá khó khăn đại đạo không dung sẽ đánh xuống đại kiếp nạn chỉ sợ rất khó ứng phó a mọi người nói chuyện với nhau trong ánh mắt nhìn về phía triệu thiên xung tràn đầy kính sợ triệu thiên xung vừa xuất hiện lập tức cướp đi quan hoàng của tất cả thiên tài yêu nghiệt trở thành tồn tại duy nhất mà thạch long côn không biết lúc nào cũng mang theo ba lão giả thạch tộc khô quắc cùng phong thiên hành đi chung một chỗ lẫn nhau trò chuyện hơn nữa thỉnh thoảng đưa ánh mắt rơi vào trên người khương tư nam mang theo thần sắc như có điều suy nghĩ khương huynh mẫu thân của thạch long côn là người phong tộc dựa theo quan hệ phong thiên hành là biểu huynh của hắn rất có thể sẽ liên thủ đối phó ngươi tiến vào trong hỗn độn bí cảnh ngươi nhất định phải cẩn thận thạch vận cũng thấy được một màn này trong ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng nhìn khương tư nam trịnh trọng nói phong tộc phong thiên hành sao ánh mắt của khương tư nam lóe lên phát hiện phong thiên hành cũng đang nhìn hắn hơn nữa trong ánh mắt lộ ra thần sắc cao ngạo lạnh như băng khương tư nam cười nhạt làm một động tác cắt cổ khiêu khích lập tức để ánh mắt của phong thiên hành càng ngày càng lạnh hỗn độn bí cảnh mở ra tất cả người có được hỗn độn lệnh nhanh chóng tiến vào hỗn độn bí cảnh vừa lúc đó một thanh âm già nua vang lên ở trong hư không mà trên không tế đàn thì lập tức xuất hiện một đại môn kim sắc tản mát ra khí tức cổ xưa mà bao la mờ mịt phản phất như đi thông một thời không khác. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, cả người hóa thành một đạo thần hồng, nhanh chóng chui vào trong cửa lớn kim sắc. Nhất định phải thành công. Sau lưng, bọn người thạch vận cùng thạch kình, trong ánh mắt cả đám lộ ra thần sắc khẩn trương cùng kích động, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện cùng chúc phúc cho Khương Tư Nam. Âm âm. Quanh thân thần quan lập lòe, hư không đột nhiên thoáng cái sụp đổ vỡ ra, Khương Tư Nam rơi vào trong tinh không hắc ám mà cô quạng. Trước mắt là một đại địa cổ xưa, bao la mờ mịt, bốn phía đều là từng viên tinh thần sáng chói, nhưng lại như bọt biển, thần bí khó lường. Những cái kia căn bản không phải tinh thần, mà là thế giới vũ trụ. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam đột nhiên lộ ra một tia tinh mang, từ nơi này, hắn vậy mà thấy được thế giới vũ trụ vô cùng vô tận, chứng kiến trong hỗn độn thai ngán ngàn vàng sinh linh. Hỗn độn bí cảnh này đến cùng là địa phương nào? Trong nội tâm Khương Tư Năm nghi hoặc, tiếp tục chạy vội về phía trước. a à. Một tiếng hét thảm vang vọng hư không, Khương Tư Nam đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến phía trước có một cường giả tiên vương, bất ngờ không đề phòng, lại bị vài dây mây đột nhiên xuất hiện, phân cách thành thịt nát, hơn nữa bị dây mây cắn nuốt. Tiên vương kia chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, liền triệt để hồn phi phách tán đó là hát diệu đằng trong hỗn độn, mọi người cẩn thận. Không biết là ai rống lớn một tiếng, lập tức lôi đình rừng rực kích bắn về phía dây mây. Răng rắc. Lôi quan rừng rực chói mắt, dây mây ở trong lôi quan dãy dụa, toát ra hát khí, nhưng không có bị bất luận tổn thương gì, từ trên dây mây, vậy mà huyễn hóa ra từng mặt quỷ. Một đạo đao mang rừng rực ngang trời bắn đến, như đao khí trường hà, hơn nữa ẩn chứa lôi đình rừng rực, lập tức chém dây mây thành hai đoạn, lôi định mãnh liệt, triệt để cắn nuốt dây mây. Đao cương qua đi, một nam tử dáng người to lớn cao ngạo, tóc dài tung tay ra trường đao vào vỏ, ánh mắt nghiêm nghị. Hắn là lôi đao đại đế, liệt thương khung. Không biết là ai hô một tiếng, lập tức gọi ra lai lịch của người này. Ánh mắt của Khương Tư Nam ngưng tụ, từ trên người nam tử trước mắt này, cảm thấy một cổ uy hiếp cường đại. Trước kia Thạch Vận đã giới thiệu qua, Liệt Thương Khung chính là người mạnh nhất một đời trẻ tuổi của Liệt Gia, tu vi nửa bước tiên đế, dung hợp đao đạo cùng lôi đạo, tạo thành lôi đao chi thuật đặc biệt, uy chấn hỗn độn, vô cùng cường đại. Nghe nói Liệt Thương Khung đã từng cùng Triệu Thiên Xung đại chiến qua một hồi, mà kết quả đại chiến không ai biết được. Cho nên, Liệt Thương Khung được vinh dự là đệ nhất cường giả của 18 gia tộc đế quân, gần với hắc ma thần điện Triệu Thiên Xung. Liệt Thương Khung chém vết hắc diệu đằng sông, căn bản không có dừng lại thân hình lóe lên bay về phía chỗ sâu trong hỗn độn bí cảnh nơi này là hỗn độn nguyên thạch sơn có người kinh hô một tiếng bỗng nhiên chấn tan núi đá chung quanh phát hiện một ngọn núi cao trăm trượng vậy mà toàn bộ đều là hỗn độn nguyên thạch tản mát ra năng lượng chấn động vô cùng cường đại một hỗn độn nguyên thạch sơn này chỉ sợ lấy ra sẽ khoảng chừng vài tỷ viên lập tức thì có mấy cường giả tiên vương nhìn không được bay về phía hỗn độn nguyên thạch sơn, hơn nữa xảy ra chiến đấu. Cút ngay. Hỗn độn nguyên thạch sơn là ta phát hiện trước. Hừ, bảo vật vô chủ, người tài có được, tất cả bằng thủ đoạn đi. Dết. Vừa rồi các cường giả tiên vương trải qua sát cơ của hắc diệu đằng, nhưng giờ phút này thấy hỗn độn nguyên thạch sơn, cả đám đều như đánh máu gà, phóng về phía trước. Hỗn độn vô căng hoa, thiên hương thần dịch, mà là thần quả, xuyên tâm liên 12 muối ông trời ơi tất cả đều là hỗn độn thần dược còn có những thứ này phất lạc thần thiết tử tâm đồng tinh huyền cốt thần kim những cái này đều là thần vật luyện chế tiên thiên chí bảo đều lấy ra cho ta lập tức lại có một ít cường giả tiên vương phát hiện bảo vật chung quanh trong ánh mắt cả đám đều vô cùng nóng bỏng hô to nhào tới trong nháy mắt chung quanh khương tư nam liền biến thành một chiến trường kịch liệt mà ánh mắt của khương tư nam lập lòe không có dừng chút nào cả người giống như liệt thương khung, bay về phía chỗ sâu trong bí cảnh. Tuy những hỗn độn thần dược cùng hỗn độn thần thiết này bất phàm, nhưng đối với Khương Tư Nam mà nói, không có tác dụng quá lớn gì. Hôm nay, Khương Tư Nam cần giống như những yêu nghiệt kia, là hồng mông tử khí. Cho nên, phàm là thiên tài yêu nghiệt của 18 gia tộc đế quân, cùng với hắc ma thần điện, đều không có dừng bước chút nào, đối mặt thiên tài địa bảo đầy đất, nhìn cũng không có liếc mắt nhìn, trực tiếp bay về phía chỗ sâu khương tư nam bay qua vài ngọn núi lớn liền nghe được tiếng hô rung trời động địa từ phía trước truyền đến âm âm thần quan rừng rực chói mắt phía trước tản mát ra đại chiến kịch liệt hơn nữa có một thân ảnh cường đại uyển như cuồng phong vây quanh một hắc ảnh phát động công kích cường đại hỗn độn nguyên thú ánh mắt của khương tư nam lóe lên lập tức nhận ra được hắc ảnh kia đúng là hỗn độn nguyên thú chỉ là hỗn độn nguyên thú kia thoạt nhìn cũng không phải rất lớn chỉ dài vài chục trượng, con mắt ngân sắc, toàn thân tản mát ra khí tức để lòng người lạnh buốt. Mà thanh niên đại chiến với hỗn độn nguyên thú kia, một thân áo trắng, tiêu sái không bị trói buộc, giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy hỗn hển, Khương Tư Nam liếc liền nhận ra, dĩ nhiên là Phong Thiên Hành. Súc sinh, phun ra hồng mông tử khí cho ta. Phong Thiên Hành rống to, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ, vây quanh hỗn độn nguyên thú hóa thành cương phong, đao khí rừng rực không ngừng để lại vô số vết thương ở trên người hỗn độn nguyên thú nguyên lai phong thiên hành ở trong sơn mạch phát hiện một đạo hồng mông tử khí hắn hào phí khí lực rất lớn phá vỡ khe hở nhưng không biết từ nơi nào xuất hiện một hỗn độn nguyên thú vậy mà trực tiếp nuốt lấy hồng mông tử khí phong thiên hành tự nhiên là nộ không thể xá vây quanh hỗn độn nguyên thú triển khai tuyệt sát dĩ nhiên là một hỗn độn nguyên thú bạch ngân vương cấp nhưng hỗn độn nguyên thú này lại biết thần thông lớn nhỏ tùy ý trong ánh mắt của Khương Tư Nam tinh quang lập lòe, cũng không có tiếng lên, mà ở một bên quan sát. Con mắt của hỗn độn nguyên thú kia là ngân sắc, giống như con hỗn độn nguyên thú bị Khương Tư Nam chém vết lúc trước, chỉ là hình thể nhỏ hơn, mà hỗn độn nguyên thú nhỏ nhất cũng hơn vạn trượng, cho nên Khương Tư Nam phỏng đoán hỗn độn nguyên thú này am hiểu thần thông. Chẳng lẽ lúc trước nó thông phệ một ít cường giả, hơn nữa từ trên người những cường giả kia lấy được thần thông. Hỗn độn nguyên thú, chẳng những có thể thôn phệ huyết nhục nguyên thần của sinh linh phát triển, hơn nữa có thể thôn phệ trí nhớ, thần thông, trí tuệ của sinh linh hóa thành một bộ phận bản thân, cho nên đây mới là chỗ kinh khủng nhất của hỗn độn nguyên thú và... Và nếu là một hỗn độn nguyên thú, cắn nuốt một thế giới vũ trụ thành thục, nhận được bộ phận văn minh tinh hoa nhất, chỉ sợ coi như là mấy cường giả đế cấp cùng nhau ra tay, cũng chỉ có thể bị diệt sát. Âm âm. Trong ánh mắt hỗn độn nguyên thú lộ ra một tia trêu tức, những cương phong kia tàn sát bừa bãi, tuy vô cùng cường đại, nhưng hỗn độn nguyên thú có được lực khôi phục rất mạnh. Những miệng vết thương kia chỉ nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa lân giáp màu đen trên người hỗn độn nguyên thú không ngừng tróc ra, hóa thành lôi quan nổ tung ở bên người phong thiên hành. Coi như tốc độ của phong thiên hành nhanh đến cực hạn, nhưng vẫn bị lôi quan nổ tung ảnh hưởng. Hỗn độn nguyên thú thật thông minh, vậy mà muốn bức phong thiên hành cùng nó chính diện quyết đấu. Trong nội tâm Khương Tư Nam sợ hãi tháng phục, tốc độ của phong thiên hành quá nhanh, sau khi dung hợp phong hành đại đạo, cả người phản phất như hóa thành một bộ phận của gió, hơn nữa hỗn độn nguyên thú công kích rơi vào trên người hắn, luôn có chính thành bị hắn dẫn tới chỗ sâu trong hư không. Cho nên hỗn độn nguyên thú mới không tiết dụng năng lượng hắc ám trên người, dẫn động lôi đình hắc ám nổ tung, bức phong thiên hành cùng nó chính diện quyết đấu. Âm âm Toàn thân phong thiên hành đột nhiên rung lên, bị một mảnh lôi đình hắc ám nổ tung, trực tiếp từ trong hư không hiện thân. Mà giờ khắc này, ánh mắt của hỗn độn nguyên thú lóe lên, trong miệng đột nhiên mở ra, hấp lực vô cùng cường đại xuất hiện, vòng xoáy hắc ám cuồn cuộn, muốn hút phong thiên hành vào trong bụng. Đây là bổn mạng thần thông cường đại nhất của hỗn độn nguyên thú, nếu bị hút vào trong bụng, chỉ sợ phong thiên hành căn bản không có bất luận phương pháp xử lý gì, cuối cùng chỉ có thể bị năng lượng hắc ám thôn phệ. Súc sinh, người muốn chết, trên mặt phong thiên hành không có một tia bối rối vừa lúc đó hắn đột nhiên thét dài một tiếng trong tay xuất hiện một hạt châu kim quang sáng chói chỉ thấy hạt châu kia vừa xuất hiện hấp lực chung quanh bị triệt tiêu hào quang thần bí rơi vào trên người phong thiên hành cuối cùng trong ánh mắt phong thiên hành lộ ra thần sắc đau lòng đột nhiên ném hạt châu vào trong cơ thể hỗn độn nguyên thú cùng lúc đó chung quanh vậy mà xuất hiện trận thế kỳ dị thần quang đột nhiên sông lên trời Thạch Long Côn cùng một đám lão giả khí tức thâm bất khả trắc đồng thời từ bốn phương tám hướng vọt ra, nhắm hỗn độn nguyên thú ở trung ương nhất, phát động ra một kích đỉnh phong nhất. Quả nhiên là bẫy rập. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, trước kia hắn cũng cảm giác có chút không đúng, thời điểm tiến vào hỗn độn bí cảnh, bọn người Thạch Long Côn cùng Phong Thiên Hành đi chung một chỗ, nhưng đến đây lại trở thành Phong Thiên Hành một mình chiến đấu hăng hái. Cho nên Khương Tư Nam suy đoán, chỉ sợ đám người thạch long côn giấu ở bên cạnh. Quả nhiên, ở thời khắc máu chốt nhất, đám người thạch long côn đã phát động ra một kích đỉnh phong. Âm âm. Hạt châu kim sắc của phong thiên hành dẫn đầu nổ tung ở trong cơ thể hỗn độn nguyên thú, kim quang rừng rực từ trong miệng hỗn độn nguyên thú phun ra, quét ngang tứ phương, vài ngọn núi cực lớn đều hóa thành hư vô. Hỗn độn nguyên thú vô cùng thống khổ gầm rú, ngay sau đó lại bị đám người thạch long côn công kích đè ép xuống thần quan rừng rực chói mắt, ngọn núi chung quanh mảng lớn mảng lớn sụp đổ, hỗn độn sương mù tràn ngập, hỗn độn nguyên thú ở trung ương nhất phản phất như đã chết, yên lặng xuống. Thật đã chết rồi sao? Phong Thiên Hành cùng Thạch Long Cung nhìn nhau, đều thấy được vẻ thận trọng trong mắt đối phương. Ở dưới công kích khủng bố như vậy, lại lãng phí một chí bảo đế cấp của Phong Thiên Hành, nếu hỗn độn nguyên thú còn chưa chết, chỉ sợ thật là làm cho người ta khó mà tin được thời điểm mọi người ở đây do dự có nên đi vào thăm dò hay không ánh mắt của phong thiên hành đột nhiên biến đổi không tốt mau tránh ra cơ hồ ngay lúc phong thiên hành quát lên thanh âm khủng bố của hỗn độn nguyên thú vang vọng thương khung vòng xoáy hắc ám tự như thiên mạc tràn ngập ra bao phủ cả phiến thiên địa đáng chết thật không ngờ hỗn độn nguyên thú này tàn nhẫn như vậy thiêu đốt tất cả lực lượng bản nguyên hắc ám của mình phát động ra một kích đỉnh phong trên mặt Phong Thiên Hành trở nên khó coi, giờ phút này hắn và Thạch Long Côn, cùng với tất cả trưởng lão, đều bị hào quang hắc ám bao phủ. Phản phất như xa vào trong vực sâu vô tận, chung quanh không có bất kỳ ánh sáng, hết thảy tất cả đều bị ngăn cách, loại khí tức để người kinh hồn tán đảm này càng ngày càng hừng hực, đám người Phong Thiên Hành chỉ có thể kiệt lực dãy dùa, để mình thoát ra phạm vi nguy hiểm. Bởi vì bọn họ cảm giác được, mình cách miệng của hỗn độn nguyên thú càng ngày càng gần, tùy thời có thể bị thôn phệ. Mà hết thảy, Khương Tư Nam cảm thụ rõ ràng nhất. Tuy hắn trốn ở ngoài vi, nhưng vẫn thấy được Hỗn Động Nguyên Thú thiêu đốt hắc ám bản nguyên, mở ra miệng lớn dính máu, muốn thôn phệ tất cả mọi người. Chỉ cần những sinh linh này bị phệ xuống, thương thế của Hỗn Động Nguyên Thú chẳng những có thể khỏi hẳn, hơn nữa cảnh giới còn có thể càng thêm tinh tiến, thực lực tăng nhiều. Là lúc này, Khương Tư Nam thì buông tha cho ngăn cản hóa thành một đạo lưu quan lập tức tiến vào trong cơ thể hỗn độn nguyên thú người khác tiến vào thế giới trong cơ thể hỗn độn nguyên thú không có bất kỳ biện pháp nào nhưng khương tư nam thì không giống có lực cắn nuốt của hồng mông tạo hóa tháp tiến vào trong cơ thể hỗn độn nguyên thú có thể nói là thủ đoạn đánh chết hỗn độn nguyên thú dễ dàng nhất của hắn trong thế giới hắc ám thiên giao địa đồng đại hải gào thét khương tư nam chứng kiến hắc ám chi hải của hỗn độn nguyên thú mãnh liệt bành trướng phản phất như muốn bốc cháy lên, phía trên bao phủ đều là lôi đình hủy diệt. Hồng mông tử khí đến cùng ở nơi nào? Ánh mắt của Khương Tư Nam lập lòe, hắn biết rõ hồng mông tử khí cũng không phải dễ luyện hóa như vậy, coi như bị hỗn độn nguyên thú cắn nuốt, cũng cần thời gian đến luyện hóa, cho nên khả năng lớn nhất là giấu ở thế giới trong cơ thể. Ở đó, trong cơ thể Khương Tư Nam, quan mang cửu sắc tràn ngập, bỗng nhiên cảm thấy một cổ lực lượng thần bí, hắn theo hắc ám chi hải vô tận, ở chỗ sâu nhất của hắc ám chi hải thấy được một đạo hồng mông tử khí uyển giống như cửu thải thần long đang tả xung hữu đột ở trong hắc ám chi hải muốn lao ra tới cho ta a à. khương tư nam bắn ra một đạo thần hồng xoắn tới cuốn hồng mông tử khí từ trong hắc ám chi hải ra thu vào trong hồng mông thế giới thỏa thích thôn phệ cho ta sau khi lấy đi hồng mông tử khí trong nội tâm khương tư nam thở dài một hơi cười ha ha một tiếng trực tiếp phát động ra lực lượng của hồng mông tạo hóa tháp. Âm âm. Quang mang cửu sắc từ trong thân thể Khương Tư Nam tràn ngập ra, hóa thành vòng xoáy cửu thải, lực lượng hắc ám bàn bạc của hỗn độn nguyên thú, vậy mà từ trong hắc ám chi hải chảy ngược về phía Khương Tư Nam. Ngoại giới hỗn độn nguyên thú phản phất như cảm nhận được cái gì, con mắt trở nên huyết hồng. Và âm âm. Hỗn độn nguyên thú bắt đầu bốc lên, toàn thân bộc phát ra hào quang rừng rực, thần quang màu đen sông lên trời, đảo loạn bốn phương thiên địa. Vô số ngọn núi nổ tung, hóa thành hư vô, cuốn bay đám người thạch long côn, phong thiên hành lên. Xảy ra chuyện gì? Trên mặt phong thiên hành cùng thạch long côn đều lộ ra thần sắc kinh hãi, không rõ vì cái gì hỗn độn nguyên thú đột nhiên nổi điên, phản phất như đang gặp phải thống khổ kịch liệt. Đóng. Hỗn độn nguyên thú rống lên, hỗn độn hư không xảy ra bạo tạc kịch liệt, từ trong miệng hỗn độn nguyên thú phun ra thần quang màu đen rừng rực, lập tức cuốn một lão giả nửa bước tiên đế vào. Thần quan màu đen ẩn chứa khí tức bạo ngược, cực kỳ khủng bố, cũng không lâu lắm, liền mài nửa bước tiên đế kia thành tro bụi. Mà sau khi phát ra một kích này, khí tức trên người hỗn độn nguyên thú bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được trở nên suy yếu. Cơ hội tốt. Khí tức của hỗn độn nguyên thú đã suy yếu, mọi người cùng nhau ra tay, giết nó. Trong ánh mắt phong thiên hành lộ ra một tia phong mang, Tuy hắn không rõ lắm vì sao hỗn độn nguyên thú lại đột nhiên nổi điên, nhưng minh bạch đây là một cơ hội tốt, chỉ cần giết hỗn độn nguyên thú, đến lúc đó liền có thể có được hồng mông tử khí trong cơ thể hỗn độn nguyên thú. Giết! Thạch Long Côn cùng tất cả cường giả đều trống lên một tiếng, nhào nhào phát động ra công kích cường đại, xung phong liều chết về phía hỗn độn nguyên thú. Thần quan kinh thiên động địa, tiên thiên linh bảo cường đại ngang trời mà đến, để lại vô số vết thương khủng bố trên người hỗn độn nguyên thú, khí tức trên người hỗn độn nguyên thú càng ngày càng suy yếu. Đóng. Đến cuối cùng, trong ánh mắt hỗn độn nguyên thú thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi cực kỳ nhân tính hóa, toàn thân đột nhiên rung lên, muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Phong Thiên Hành cùng Thạch Long Côn đều cười lạnh một tiếng, nhào nhào vây quanh hỗn độn nguyên thú tiếp tục công kích. Mà giờ khắc này, ở thế giới trong cơ thể hỗn độn nguyên thú, thời điểm Khương Tư Nam lợi dụng hồng mông tạo hóa tháp thôn phệ lực lượng trong cơ thể hỗn độn nguyên thú, cũng đụng phải hỗn độn nguyên thú dốc sức liều mạng công kích. Chung quanh hải dương màu đen, như lôi đình kịch liệt nổ tung ra, hơn nữa huyển hóa thành vô số âm linh cường đại tà ác, muốn diệt sát thần hồn của Khương Tư Nam, nhưng cuối cùng tất cả đều bị Khương Tư Nam ngăn cản. Mà ở dưới hồng mông tạo hóa tháp điên cuồng thôn phệ, lực lượng hắc ám của hỗn độn nguyên thú trở nên càng ngày càng yếu, đến cuối cùng tất cả đều bị hồng mông tạo hóa tháp cắn nuốt âm âm đã không có lực lượng hắc ám chèo chống thế giới trong cơ thể hỗn độn nguyên thú trở nên vô cùng hư nhược toàn thân khương tư nam kim Quang sáng chói hỗn độn thần thương trong tay ẩn chứa lực lượng xuyên thấu cường đại lập tức phá vỡ thế giới trong cơ thể hỗn độn nguyên thú vọt ra oanh thần quang quét ngang tứ phương thần lực của khương tư nam mênh mông vô tận hào hào đảng đảng bạo phát ra hỗn độn nguyên thú bị Khương Tư Nam giết chết, khí tức triệt để biến mất. Mà phong mang kịch liệt bộc phát ra, đám người thạch long côn vội vàng không kịp chuẩn bị, đều bị quét bay ra. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, trực tiếp thu thi thể hỗn độn nguyên thú vào, sau đó xoay người bay về phía chỗ sâu trong bí cảnh. Khương Tư Nam Thạch Long Côn chứng kiến Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra biểu lộ vô cùng kinh ngạc, sau đó âm trầm xuống, tràn đầy sát cơ. Hắn cũng lập tức hiểu, vì sao vừa rồi hỗn độn nguyên thú nổi điên như vậy liều lĩnh công kích mọi người nguyên lai là khương tư nam không biết từ lúc nào đã lẻn vào thế giới trong cơ thể hỗn độn nguyên thú từ bên trong công phá phòng ngự của hỗn độn nguyên thú hơn nữa trực tiếp giết hỗn độn nguyên thú nhưng thế giới trong cơ thể hỗn độn nguyên thú ẩn chứa lực lượng hắc ám vô biên vô hạn coi như là nửa bước tiên để bị hỗn độn nguyên thú thôn phệ vào thế giới trong cơ thể cũng không có bất kỳ phương pháp xử lý chỉ có thể bị lực lượng hắc ám đồng hóa cùng thôn phệ, Khương Tư Nam là làm sao làm được. Chẳng những lông tóc không tổn hao gì, còn có thể giết hỗn độn nguyên thú. Lưu lại hồng mông tử khí. Phong thiên hành rống lên một tiếng, trong ánh mắt lộ ra sát cơ đầm đặc. Giờ phút này trong nội tâm hắn tràn đầy lửa giận, phẫn nộ đến cực hạn, vốn hắn cho rằng chỉ cần giết hỗn độn nguyên thú, đạt được hồng mông tử khí, nhưng thật không ngờ, trong nháy mắt hỗn độn nguyên thú lại bị Khương Tư Nam giết chết hơn nữa ngay cả thi thể cũng rơi vào trong tay Khương Tư Nam. Như vậy có thể nghĩ, hồng mông tử khí cũng đã rơi vào trong tay Khương Tư Nam. Biểu huynh, hắn chính là Khương Tư Nam mà ta nói. Ta hoài nghi hắn có một loại bí pháp hoặc bí bảo, có thể từ thế giới trong cơ thể hỗn độn nguyên thú, diệt sát hỗn độn nguyên thú, hơn nữa để mình lông tóc không tổn hao gì. Hồng mông tử khí khẳng định cũng bị hắn nhận được, chúng ta nhất định phải giết hắn, chỉ cần nhận được bí pháp bí bảo trên người hắn, đến lúc đó chúng ta có thể đại lượng săn giết hỗn độn nguyên thú rồi. Trong ánh mắt của Thạch Long Côn lộ ra thần sắc tham lam. Khương Tư Nam sao? Lấy hồng mông tử khí của ta liền muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy? Phong Thiên Hành cười lạnh một tiếng, cả người phản phất như hóa thành một đoàn thần phong, lập tức bay về phía trước. Âm âm. Thiên địa rúng động, gió cuốn thương khung, tốc độ của Phong Thiên Hành nhanh đến cực hạn, đây chính là đặc điểm của đế kinh mà hắn tu luyện có thể có được cực tốc, chỉ cần không đột phá đến đế cảnh, hắn đều có lòng tin đuổi theo. Cho nên, Khương Tư Nam đang phi hành ở phía trước, cảm thấy một cổ khí tức âm lãnh đang nhanh chóng tiếp cận, lập tức cảm giác được phong thiên hành cực tốc. Nhanh như vậy. Khương Tư Nam hơi sững sờ, toàn thân kim hà sáng chói, dưới chân của hắn phản phất như xuất hiện phù văn thần bí, sau đó kim quang lập lòe, hắn cất bước mà đi, mỗi một bước đều vượt qua nghìn vạn dặm, không mang theo một tia khói lửa nhân gian, cực kỳ thần bí khó lường giờ khắc này toàn thân khương tư nam bao phủ long uy cường đại giống như thái cổ tổ long ngang trời chuyển dời tốc độ nhanh đến cực hạn cái gì trong ánh mắt của phong thiên hành lộ ra thần sắc khó có thể tin vốn hắn cảm giác mình sắp đuổi kịp khương tư nam rồi nhưng trong nháy mắt khoảng cách lại bị khương tư nam kéo ra hơn nữa vô luận hắn cố gắng như thế nào khoảng cách cùng khương tư nam vẫn một mực bảo trì không cách nào vượt qua hắn không biết là Hôm nay Khương Tư Nam đã nhận được bàn Long Thần Ngọc, từ trong đó tìm hiểu thái cổ tổ Long thực hình, lĩnh ngộ tổ Long Bảo Thuật đã gần như viên mãn, thông hiểu đạo lý của tổ Long Bảo Thuật, nhất là tổ Long Động Thuật, cơ hồ đã đạt đến tình trạng xúc địa thành thống, chỉ xích thiên nhai. Cho nên, mặc dù tốc độ của phong thiên hành nhanh, nhưng so với tổ Long Bảo Thuật, vẫn còn có chút chênh lệch. Và mắt thấy tốc độ của Khương Tư Nam càng lúc càng nhanh, khí tức cơ hồ muốn biến mất ở trong cảm giác của mình, trong ánh mắt của phong thiên hành lộ ra thần sắc không cam lòng cực kỳ âm trầm khương tư nam ta nhớ kỹ ngươi rồi dám đoạt hồng mông tử khí của ta ta thầy nhất định sẽ giết ngươi ngươi chờ đó cho ta phong thiên hành gào thét trong thanh âm tràn đầy sát cơ thần sắc của thạch long côn cũng cực kỳ âm trầm trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng hắn và phong thiên hành đều là nửa bước tiên đế nhưng hết lần này tới lần khác bị một thần vương cảnh trêu đùa hí lộng chúng ta nên làm cái gì bây giờ, biểu huynh? Phong Thiên Hành cười lạnh nói. Thả ra tiếng gió, nói Khương Tư Nam đã nhận được một đạo hồng mông tử khí, hơn nữa trên người Khương Tư Nam còn có một kiện chí bảo có thể từ trong thế giới diệt sát hỗn độn nguyên thú. Lúc này đây 18 gia tộc đế quân cùng với hắc ma thần điện đều đến, ta ngược lại muốn nhìn, tiểu tử này làm sao chạy ra nhiều người đuổi giết như vậy. Tốt. Ánh mắt thạch long công sáng ngời, lập tức lộ ra dáng tươi cười âm hiểm. Giờ phút này, Khương Tư Nam đã đi tới ở chỗ sâu trong bí cảnh, cũng không biết Thạch Long Côn cùng Phong Thiên Hành có âm mưu với hắn, đã truyền khắp hắc ma thần điện cùng 18 gia tộc đế quân. Nhưng coi như biết rõ, hắn cũng không để ý. Không có cường giả đại đế, coi như là nửa bước tiên đế, Khương Tư Nam cũng không có bất kỳ e ngại, nếu bọn họ không đến trêu chọc khá tốt, nếu bọn hắn thật dám đến, Khương Tư Nam tự nhiên sẽ không khách khí. Hắn chỉ muốn thông qua hỗn độn bí cảnh tận khả năng đạt được một ít hồng mông tử khí loại tinh hoa năng lượng trong hỗn độn này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu khương tư nam muốn đột phá đến thần đế cảnh rõ ràng khó khăn hơn người khác đột phá đến tiên đế cảnh rất nhiều cho nên với hắn mà nói hồng mông tử khí càng nhiều càng tốt cái này là hồng mông tử khí sao trong ánh mắt của khương tư nam lộ ra một tia kỳ dị nhìn đạo thần hồng trong tay tản mát ra khí tức thần bí mà làm cho lòng người say mê đây chính là hồng mông tử khí hắn từ trong cơ thể hỗn độn nguyên thú lấy được, giống như một bảo vật vô cùng tinh xảo, để người xem xét liền không nhìn được muốn chìm đắm trong đó. Ở trong hồng mông tử khí, Khương Tư Nam phản phất như thấy được cảnh tượng vũ trụ sinh diệt, chúng sinh dãy dùa, vô tận thế giới trùng sinh và tan vỡ, cuối cùng tất cả đều quy về trong hồng mông tử khí. Khương Tư Nam biết rõ, hồng mông tử khí chính là lực lượng tinh hoa của hỗn độn, chính là trụ cột vũ trụ diễn biến, bản nguyên chi lực để sinh linh phát triển cũng là vật chứng đạo thành đế cho nên giá trị của hồng mông tử khí không thể đo lường đôi khi thậm chí có người nguyện ý cầm một kiện tiên thiên chí bảo để đổi lấy hồng mông tử khí mà không được nhưng ở trong hỗn độn số lượng hồng mông tử khí quá ít chỉ có trong bí cảnh mới có cho nên nếu bỏ lỡ hỗn độn bí cảnh này muốn đạt được hồng mông tử khí đối với khương tư nam mà nói liền quá khó khăn trước thử hồng mông tử khí này xem đối với hồng mông thế giới có tác dụng hay không. Khương Tư Nam có chút trầm ngâm, liền thu hồng mông tử khí vào tiểu thế giới của mình luyện hóa, ở trong hỗn độn bí cảnh nguy cơ tứ phía, tăng lên thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Khương Tư Nam cảm giác, tuy hỗn độn bí cảnh này biểu hiện ra thoạt nhìn có chút bình tĩnh, nhưng bên trong lại ẩn ẩn có một loại khí tức để Khương Tư Nam kinh hồn tán đảm. Ông Hồng mông tử khí vừa tiến vào trong hồng mông thế giới, liền hóa thành một quan màng cửu thải, phản phất như lan tràn về phía bốn phương tám hướng, một cổ khí tức cường đại tràn ngập ra, hồng mông thế giới bắt đầu ông ông rung rẩy lên. Vốn là hồng mông thế giới đã tạo thành một tinh không mênh mông vô tận, tinh thần sáng chói chói mắt, tạo thành núi biển hồ nước, đại lục sông núi, cực kỳ thần bí khó lường. Lúc này đây hồng mông tử khí tự động bị hồng mông thế giới dung hợp, Khương Tư Nam cảm giác tinh không trong hồng mông thế giới lập lòe, hào quang chói mắt, mỗi một viên tinh thần đều đang rung rẩy ở trên mỗi một viên tinh thần, đều có sông núi đại lục diễn biến, phản phất như hóa thành thiên địa, hơn nữa lan tràn về phía tinh không xa xôi. Cái này, cái này coi như là tiểu thế giới sao? Giờ khắc này, cảm nhận được hồng mông thế giới biến hóa, Khương Tư Nam cũng nở nụ cười khổ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Hồng mông thế giới của hắn, giờ phút này phản phất như thật sự đã hóa thân thành một vũ trụ mênh mông, tinh thần vô biên vô hạn, mỗi một viên đều hóa thành thế giới bàn bạc, hơn nữa có khí tức sinh linh chậm rãi diễn biến cùng xuất hiện. Giờ phút này hồng mông thế giới của hắn, đâu chỉ là gấp ngàn vạn lần những người khác. Mấy có đã sắp như chư thiên vạn giới rồi. Chỉ là những tinh thần kia diễn biến còn không hoàn chỉnh, thế giới còn trong diễn biến hình thành, nhưng dù vậy, như trước để Khương Tư Nam cảm thấy, chỉ sợ tiểu thế giới của mình, đã đi lên một con đường tiến hóa vô cùng kỳ dị. Hơn nữa, ở dưới trời sao vô tận, phản phất như rạp trải giường, Mở ra luân hồi chi địa thần bí, tràn ngập tĩnh mịch, hắc ám cùng khí tức luân hồi, hơn nữa vẫn đang lan tràn ra. Tinh không vô tận, luân hồi chi địa, hai địa vực thoạt nhìn không liên hệ vậy mà tất cả đều xuất hiện ở trong hồng mông thế giới, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều đang lớn mạnh. Hồng mông tạo hóa tháp, cao tới trên trăm vạn dặm, xỏ xuyên qua luân hồi chi địa cùng tinh không vô tận, phản phất như liên hệ cả hai lại với nhau, hơn nữa quan hệ trong đó càng ngày càng thân mật. Chẳng lẽ cái này là hình thức ban đầu của bất hữu thế giới trong truyền thuyết sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia hiểu rõ. Bất hữu thế giới trong truyền thuyết, sinh tử luân hồi đạt đến một loại cân đối hoàn mỹ, có chư thiên vạn giới, cũng có minh giới để sinh linh quý vị, sinh tử có thể luân hồi chuyển sinh, năng lượng không ngừng bất diệt, bất hữu vũ trụ có pháp tác vận chuyển hoàn mỹ, thủy chung bảo trì trạng thái cố định. Cho nên bất hữu vũ trụ cũng là hình thái hoàn mỹ nhất trong hỗn độn vực hải, ngay cả hỗn độn nguyên thú cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản thú triều hỗn độn nguyên thú trùng kích vĩnh hằng bất diệt. Đây cũng là trong thế giới vũ trụ vô tận, vô số cường giả truy cầu. Chẳng lẽ hồng mông thế giới của ta tiến hóa đến cuối cùng thật có thể thành bất hủ vũ trụ. Một cái ý nghĩ bỗng nhiên hiện ra, để Khương Tư Nam sợ hãi kêu lên một cái. Nhưng nhìn xem trong hồng mông thế giới phát sinh biến hóa, Khương Tư Nam càng ngày càng cảm giác cực kỳ có khả năng hồng mông tạo hóa tháp rốt cuộc là bảo vật gì chẳng lẽ nó thật là chúa tể vô thượng dùng hình thức ban đầu của bất hủ vũ trụ luyện chế ra sao nhưng tại sao lại xuất hiện ở trong tay ta khương tư nam đối với lai lịch của hồng mông tạo hóa tháp càng thêm hiếu kỳ trong hồng mông thế giới phát sinh biến hóa để thực lực của khương tư nam cũng nhận được tăng lên rất lớn nếu luận cảnh giới hôm nay khương tư nam đã đạt đến thần vương cảnh hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới thần vương cảnh viên mãn. Đây cũng là hắn cắn nuốt hỗn độn nguyên thú, mới có thể tăng nhanh như thế. Hồng mông tử khí cùng hỗn độn nguyên thú, một chính một phản, hai loại năng lượng va chạm, có lẽ mới có thể để cho hồng mông thế giới của ta đạt được tiến hóa hoàn mỹ. Xem ra, hồng mông tử khí xa xa không đủ. Trong ánh mắt của Khương Tư Năm lộ ra một tia phong mang. Đi, ta ngược lại muốn xem, ở chỗ sâu trong hỗn độn bí cảnh này, đến cùng có bao nhiêu hồng mông tử khí cả người khương tư nam hóa thành lưu quang xông về ở chỗ sâu trong bí cảnh ở chỗ sâu trong bí cảnh tại đây không gian cực kỳ không ổn định khắp nơi đều dâng lên hào quang thần bí bầu trời âm trầm lôi đình xé trách thiên địa cực kỳ ác liệt giờ phút này đã có mấy cường giả khí tức cường đại cả đám ánh mắt lạnh thấu xương lẫn nhau đề phòng đứng ở trên đám mây nhìn huyệt động thăm bất khả trắc phía dưới huyệt động phía dưới phản phất như một vòng xoáy màu đen, thỉnh thoảng có hào quang rừng rực dâng lên, tản mát ra khí tức để người kinh hồn tán đảm. Cái huyệt động hỗn độn này, nghe nói là nơi phát ra hồng mông tử khí, thường cách một đoạn thời gian, sẽ dâng lên năng lượng phong bạo, có tỷ lệ rất lớn xen lẫn hồng mông tử khí, nhưng chúng ta đợi lâu như vậy, sao còn không thấy có năng lượng phong bạo phun trào. Có một cường giả trẻ tuổi không kiên nhẫn nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng mấy người bọn họ phát hiện huyệt động hỗn độn này nhưng dị tượng kinh người như thế khó bảo toàn sẽ không bị những người khác phát hiện nếu bị những người khác phát hiện chỉ sợ bảo vật trong huyệt động hỗn độn này sẽ thành của người khác tuy tu vi của mấy người bọn họ không kém nhưng so với mấy yêu nghiệt kia mà nói vẫn kém hơn không ít đừng nóng vội cái huyệt động hỗn độn này phun trào không cố định có đôi khi trong nháy mắt có thể phun trào ra mấy chục đạo có đôi khi thật lâu không nhất định có thể phun ra một đạo tất cả mọi người kiên nhẫn một chút. Một trung niên nhân mặt hắc y lạnh lùng nói, tuy mọi người tầm đó ẩn ẩn có chút phòng bị, nhưng ở lúc huyệt động hỗn độn còn chưa phun ra vật gì, trên cơ bản đều tạm thời liên hợp lại. Hư! Muốn phun trào rồi. Vừa lúc đó, một thanh niên anh Tuấn ánh mắt lóe lên, lộ ra thần sắc kích động. Âm âm! Thanh âm của hắn vừa dứt, huyệt động trước mắt vốn cực kỳ bình tĩnh, vậy mà bắt đầu tản mát ra thanh âm núi thở hải khiếu, từ trong đó có vô số hào quang thần bí hiện ra, ẩn ẩn có chín loại nhan sắc. Tất cả cường giả thần sắc phấn chấn, khí tức toàn thân cổ đảng, đều chuẩn bị ra tay chém dết đoạt hồng mông tử khí. Oanh! Một cổ năng lượng phong bạo vô cùng cường đại sông lên trời, nương theo lôi đình cùng hỏa diễm rừng rực, thiên địa cũng bị xuyên qua, khí lãng vô tận phúng dũng, để mấy cường giả chung quanh thân ảnh lay động, có chút đứng không vững nhưng bọn hắn không có động, trong ánh mắt tinh mang lập lòe, đều rơi vào vài đạo thần mang cửu sắc nương theo phong bạo bay đến kia. Là hồng mông tử khí, hơn nữa có sáu đạo. Có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt mang theo thần sắc kích động. Tất cả mọi người lập tức đề phòng lẫn nhau, ở đây tổng cộng có tám người, nhưng lại chỉ có sáu đạo hồng mông tử khí, nói cách khác có hai người cái gì cũng không chiếm được. Hồng mông tử khí đã phun ra, vậy liên hợp giữa mọi người lập tức nghiền nát, cả đám đề phòng lẫn nhau nhanh chóng vọt về phía hồng mông tử khí hồng mông tử khí tản ra quang mang cửu sắt ống ánh sáng chói như lưu động lấy hỏa diễm cực kỳ thần bí khó lường nương theo năng lượng phong bạo từng điểm từng điểm bay ra huyệt động hỗn độn trong ánh mắt các cường giả đều lộ ra thần sắt tham lam đưa tay về phía hồng mông tử khí không tốt đó là một cái bẫy mọi người mau trở lại lúc này chỉ có một lão giả râu tóc bạc trắng như cảm thấy cái gì, không có động thủ, trên mặt lộ ra thần sắc âm tình bất định. Giờ phút này, hắn đột nhiên rống lên một tiếng, trong thanh âm mang theo lo lắng. Rống. Vừa lúc đó, trong huyệt động hỗn độn, vậy mà có hơn 10 bóng đen vọt ra, ở trong hư không hóa thành từng cự thú, tản mát ra khí tức hắc ám cùng tà ác. Nhất là hơn 10 ánh mắt kia, hiện ra quan mang kim sắc nhàn nhạt, cực kỳ âm lãnh, mang theo vẻ trêu tức hoàn toàn tập trung vào mấy cường giả. Đây là Hỗn Độn Nguyên Thú. Các cường giả vốn đang tham lam, cả đám phản phất như bị tạt một chậu nước lạnh, sắc mặt trở nên trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai này quả thật là một cái bẫy, là Hỗn Độn Nguyên Thú lợi dụng Hồng Mông Tử khí lừa dết bọn hắn. Đi mau. Cảm giác được trên người những Hỗn Độn Nguyên Thú này tản mát ra khí tức khủng bố, trung niên hắc y khí tức mạnh nhất cắn răng một cái, cả người hóa thành lưu quan, chạy thuộc mạng về phương xa. Dết! Trong miệng hơn 10 hỗn độn nguyên thú, vậy mà bộc phát ra thanh âm nhân loại, ẩn chứa sát ý ngập trời. Vèo! Thân hình của hỗn độn nguyên thú đột nhiên bành trướng lên, giống như thiên mạc, bao phủ cả phiến thiên địa, ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô cùng khủng bố, bao phủ tất cả cường giả lại. Phốc 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 phốc! Huyết quan thoáng hiện, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, tám cường giả nhân loại, trong chốc lát toàn bộ đều bị chết ở trong tay hơn 10 hỗn độn nguyên thú. Ông, hơn 10 hỗn độn nguyên thú, trên người dân lên hát quan, sau đó hơn 10 vòng xoáy ngân sắc lóe lên, hóa thành hơn 10 người mặc hát bào, khuôn mặt anh Tuấn tài dị, cả đám tảng mát ra khí tức thâm bất khả trắc. Mười nam tử này nhìn thoáng qua lẫn nhau, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò, cười hắc hắc, nhìn về phía huyệt động thi lễ cung nên thiếu chủ. Vèo. Sáu đạo hồng mông tử khí bị một cái đại thủ cầm lên, sau đó từ trong huyệt động phía dưới bay ra một đạo hào quang màu đen, vậy mà cũng là một hỗn độn nguyên thú. Chỉ là hỗn độn nguyên thú này, chẳng những con mắt là kim sắc, ngay cả sừng nhọn trên đầu cũng màu kim sắc, toàn thân bao phủ quang mang kim sắc nồng đậm, biến hóa nhanh chóng, trực tiếp hóa thành một nam tử trẻ tuổi mặc áo bao màu vàng. Nam tử trẻ tuổi này, thoạt nhìn cực kỳ hoàn mỹ hắn có mái tóc dài màu vàng kim, tùy ý rối tung ở sau ót tiêu sái không bị trói buộc, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, đôi mắt kim sắc, ẩn chứa khí tức lạnh lùng mà tà dị, để người xem xét, phản phất như linh hồn rung rẩy lên. Cái này dĩ nhiên là một hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp, không biết vì sao từ trong huyệt động hỗn độn vọt ra. Cái này là thế giới vũ trụ do thần linh tạo ra sao? Ta phản phất như đã nghe thấy được mùi thịt ngon, chỉ cần chúng ta cắn nuốt đầy đủ sinh linh, chúng ta cũng có thể trở thành tổ thú cảnh thôn thiên vệ địa. Ha ha ha! Thôn phệ sinh linh, thôn phệ vũ trụ, thôn phệ hết thảy, đây là số mệnh của chúng ta. Hết thảy đều dết sạch, đốt trụi, cướp sạch. Chung quanh thanh niên áo vàng, những nam tử hắc y kia, cả đám đều vô cùng hưng phấn, mới đầu thanh âm còn có chút trúc chắc, nhưng đến cuối cùng trở nên rất trôi chảy. Bọn hắn cắn nuốt mấy cường giả nhân loại, cũng đồng thời cắn nuốt trí nhớ của bọn hắn, đã biết rất nhiều sự tình. Hắc hắc, sinh linh ngu xuẩn, còn tưởng rằng đây là hỗn độn bí cảnh, nhưng bọn hắn căn bản không biết, ở đây chỉ là địa phương hỗn độn nguyên thú chúng ta thai ngán thiếu chủ, chúng ta trước giết sạch tất cả thiên tài nhân loại ở đây, sau đó lại đi hắc ma đế thành, giết tất cả sinh linh, thiếu chủ ngươi nhất định có thể thành tựu tổ thú cảnh, đến lúc đó quét ngang vũ trụ vô tận ở trong tầm tay a. Một thanh niên hắc y kính sợ nhìn thoáng qua thanh niên áo vàng nói, bọn họ đều là hỗn độn nguyên thú bạch ngân vương cấp quy áp trên huyết mạch để bọn hắn đối với thanh niên áo vàng trước mắt tràn đầy kính sợ không phải bọn hắn ngu xuẩn ở đây hoàn toàn chính xác cũng có thể coi là hỗn độn bí cảnh nhưng bọn hắn căn bản không biết cái gọi là hồng mông tử khí là vật xen lẫn của chúng ta mà thôi coi như bọn hắn đã nhận được hồng mông tử khí chứng đạo thành đế thì như thế nào một khi chúng ta đột phá đến tổ thú cảnh coi như là chứng đạo thành đế cũng chỉ có thể thành đồ ăn trong bụng chúng ta. Trong ánh mắt thanh niên áo vàng lộ ra một tia băng lãnh. Giết sạch toàn bộ nhân loại trong bí cảnh này cho ta. Vâng. Hơn 10 thanh niên HI đều đồng thời không người đáp, sau đó hóa thành từng đạo lưu quan, lập tức vọt về phía bốn phương tám hướng. Mà thanh niên áo vàng thì đứng chắp tay, chậm rãi đi về phía trước, mỗi một bước rơi xuống, hư không rung động lắc lư, hơn nữa có quan mang màu vàng diễn biến, cực kỳ thần bí khó lường lại nhận được một đạo hồng mông tử khí ha 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 trong hỗn độn bí cảnh này quả nhiên tràn đầy bảo tàng thần dược cùng hỗn độn nguyên thạch còn chưa tính hồng mông tử khí này mới xem như chí bảo vô thượng mọi người tăng thêm sức nếu hồng mông tử khí đủ nhiều chờ sau khi trở về luyện chế thiên đế đan tất cả mọi người đều có khả năng trùng kích đế cảnh một nam tử cả người đầy cơ bắp cường tráng như núi nhìn mọi người chung quanh cười ha ha nói hắn là thiên tài lữ gia lữ hậu thâm tu vi thâm bất khả trắc cũng đã đạt đến nửa bước tiên đế lúc này lữ gia vào mười mấy người khoảng chừng năm nửa bước tiên đế những thứ khác cũng đều là cường giả tiên vương hơn nữa vận khí của lữ gia cực kỳ tốt tiến vào hỗn độn bí cảnh không đến một ngày cũng đã thu thập được bốn đạo hồng mông tử khí hôm nay từ trong huyệt động hỗn độn đã nhận được đạo thứ năm coi như lữ hậu thâm là thiên tài yêu nghiệt cũng nhìn không được có chút vui mừng lộ rõ trên nét mặt Vậy sao? Thật sự cho rằng chỉ bằng những phế vật các ngươi cũng muốn chứng đạo thành đế. Một thanh âm đạm mạc mà lạnh như băng bỗng nhiên vang lên bên tai mọi người. Tất cả mọi người lữ gia biến sắc, lữ hậu thâm càng đóng lớn một tiếng, như lôi đình lóe sáng. Người nào? Xa xa, một đạo cầu vòng kim sắc trải ra, một nam tử áo bào màu vàng, khuôn mặt tài dị đạp gió mà đến, toàn thân tản mát ra hào quang rừng rực, phản phất như mặt trời. Nam tử này vừa xuất hiện, phản phất như đã trở thành trung tâm thiên địa, để thần sắc của tất cả mọi người chấn động lên. Thần sắc của Lữ Hậu Thâm rốt cục thay đổi. Thanh niên áo vàng này vừa xuất hiện, liền cho hắn áp lực thực lớn, để hắn cảm thấy uy hiếp trí mạng. Người đến cùng là người nào? Lữ Hậu Thâm đề phòng, cơ bắp toàn thân như kim thạch phòng lên, tản mát ra khí tức như thái cổ thần thú. Ta là người tới giết các ngươi. Thanh niên áo vàng cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười này lại phản phất như để thần hồn của mọi người mê hoặc. Sau đó một đạo quan mang màu vàng từ trong ánh mắt thanh niên áo vàng bắn ra, xuyên thủng mi tâm một cường giả tiên vương. Phốc Huyết quan tràn ngập, cường giả tiên vương kia bị quan mang màu vàng lôi kéo, hóa thành huyết vụ, sau đó thanh niên áo vàng há miệng thôn phệ, huyết vụ vô cùng vô tận bị hắn nuốt vào trong bụng. Thật sự là mỹ vị. Ta cảm giác toàn thân bắt đầu sôi trào lên, chỉ cần cắn nuốt bọn ngươi, ta nhất định có thể thành tựu tổ thú cảnh. Trong lúc thanh niên áo vàng nói chuyện, trong ánh mắt lộ ra hào quang rừng rực, thân hình hóa thành tàn ảnh, lập tức lao về phía mọi người lữ gia. Trong nháy mắt bị thanh niên áo vàng cắn nuốt một cường giả tiên vương, ánh mắt của lữ hậu thâm đột nhiên rung lên, phản phất như nghĩ tới điều gì, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ngươi, ngươi không phải nhân loại, ngươi là hỗn độn nguyên thú. Thanh âm của lữ hậu thâm vô cùng cùng bạo, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi nhưng vẫn cắn răng một cái trong tay xuất hiện một thanh oanh thiên chù y tản ra hào quang màu đen cơ bắp toàn thân bộc phát ra một búa oanh về phía thanh niên áo vàng phanh ánh mắt của thanh niên áo vàng lóe lên một nắm đấm kim sắc nghênh đón cùng oanh thiên chù y đụng vào nhau bộc phát ra hào quang rừng rực giống như một vòng mặt trời muốn nổ tung lên thân hình của thanh niên áo vàng không chút sức mẻ mà lữ hậu thâm thì bị oanh bay hơn 10 trượng làm sao có thể trong ánh mắt lữ hậu thâm lộ ra thần sắc khó có thể tin phải biết quanh thiên chù y trong tay hắn tuy không phải tiên thiên chí bảo nguyên vẹn nhưng cường đại hơn tiên thiên linh bảo cực phẩm nhiều lắm cùng thần lực vô tận của hắn phối hợp cuối cùng vẫn bị thanh niên áo vàng một quyền oanh bay cái này là lực lượng của hỗn độn nguyên thú sao hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp trong ánh mắt lữ hậu thâm lộ ra thần sắc điên cuồng cự chù y trong tay hắn run rẩy kịch liệt lên tản mát ra thần mang mênh mông cả người lữ hậu thâm giống như đột nhiên bành trướng lên lập tức hóa thành cự nhân cao một trượng sáu mang theo thần lực mênh mông lập tức cùng với thanh niên áo vàng chiến lại với nhau một trận chiến này kinh thiên động địa kinh động đến rất nhiều người trong hỗn độn bí cảnh nhưng kết quả cuối cùng lại ngoài ý liệu của rất nhiều người năm nửa bước tiên đế của lữ gia tăng thêm hơn 10 cường giả tiên vương cuối cùng tất cả đều chết ở trong tay thanh niên áo vàng trở thành đồ ăn trong bụng hắn chỉ có lữ hậu thâm chật vật đào tẩu một trận chiến này chấn kinh tất cả mọi người lữ hậu thâm là người nào lữ hậu thâm là thiên tài tuyệt thế của lữ gia ở trong tất cả yêu nghiệt của hắc ma đế thành cũng sắp xếp trước ba gần với hắc ma thần điện thiếu chủ triệu thiên xung cùng lôi đao đại đế liệt thương khung trong truyền thuyết nhưng lữ hậu thâm cộng thêm nhiều cao thủ lữ gia như vậy vậy mà cơ hội tất cả đều chết ở trong tay thanh niên áo vàng trận chiến này chấn kinh thiên hạ để tất cả mọi người cảm giác được vô cùng khiếp sợ nhất là khi người khác biết được thanh niên áo vàng kia dĩ nhiên là một hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp thì càng thêm sôi trào hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp lại có thể hóa thành hình người lữ hậu thâm cũng thua ở trong tay của hắn chúng ta nên làm cái gì bây giờ mấu chốt nhất là hỗn độn nguyên thú có tính phát triển vô cùng cường đại hắn cắn nuốt nhiều nửa bước tiên đế cùng tiên vương như vậy Ai biết hiện tại hắn trưởng thành đến trình độ nào? Không sai. Trời ạ, à, trong hỗn độn bí cảnh này, làm sao sẽ xuất hiện một hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ phải tập trung lực lượng của tất cả mọi người chém giết hắn sao? Vậy cũng chưa hẳn. Hắc ma thiếu chủ triệu thiên xung cùng lôi đao đại đế liệt thương khung được xưng là hai người cường đại nhất. Nếu bọn họ ra tay, có lẽ có thể chém giết hỗn độn nguyên thú kia thực hy vọng bọn hắn có thể nhanh chóng ra tay. Bằng không đợi hỗn độn nguyên thú lớn lên, chỉ sợ ngay cả hai người bọn họ cũng không nhất định là đối thủ. Nhất định phải giết hỗn độn nguyên thú. Nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này, những ngày này chúng ta đều đụng phải hỗn độn nguyên thú tập kích, ngoài trừ một hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp, lại có hơn 10 hỗn độn nguyên thú bạch ngân vương cấp, trời ạ, à, chẳng lẽ chúng ta xông vào hang ổ của hỗn độn nguyên thú sao? Sau khi các cường giả biết được tao ngộ của lữ hậu thâm, đều nhao nhao đàm luận, cả đám trở nên cẩn thận đề phòng. Ngoại trừ trận chiến của lữ hậu thâm, hơn 10 hỗn độn nguyên thú bạch ngân vương cấp cũng giết không ít cường giả, để các thiên tài của hắc ma đế thành lo lắng bất an. Nhưng ngay thời điểm trận chiến của lữ hậu thâm qua mấy canh giờ, thì có một tin tức cực kỳ phấn chấn nhân tâm truyền đến. Các ngươi nghe nói không? Lôi đao đại đế liệt thương khung đã cùng hỗn động nguyên thú hoàng kim đế cấp kia đại chiến, ngay ở mặt không sơn trong hỗn động bí cảnh. Cái gì? Liệt thương khung đã động thủ sao? Hắc hắc, không hổ là lôi đao đại đế, xem ra lúc này đây hỗn động nguyên thú hoàng kim đế cấp kia chết chắc rồi. Vậy cũng không nhất định. Đã đến hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp, trí tuệ không kém gì nhân loại, thậm chí còn mạnh hơn, hắn đã dám cùng liệt thương khung chiến một trận, Nói rõ đối với mình có tin tưởng cường đại, trận chiến này ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Đi, chúng ta cùng đi Mạc Không Sơn. Không sai, mọi người cùng nhau đi, coi như liệt thương khung thất bại, chúng ta cùng tiến lên cũng phải giết hỗn độn nguyên thú. Cường giả phân bố ở các nơi trong hỗn độn bí cảnh, sau khi nghe được tin tức này đều nhao nhao bay về phía Mạc Không Sơn. Mạc Không Sơn là một ngọn núi cực kỳ kỳ dị. Sở dĩ nói nó kỳ dị là vì nó ở chỗ sâu trong hỗn độn loạn lưu, một nửa là thật thể, một nửa là hư vô, quanh năm bị hỗn độn sương mù đánh bóng, cho nên xem giống như một tinh thạch sơn, sáng chói chói mắt. cả mặt không sơn là hỗn độn nguyên thạch, nhưng không ai dám đến khai thác. chủ yếu là hỗn độn loạn lưu ở chung quanh quá kinh khủng, ngay cả cường giả tiên vương cũng bị xé thành phấn vụn. liệt thương khung cùng hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp, vậy mà ở chỗ này triển khai đại chiến để tất cả mọi người có chút khiếp sợ. Âm âm. Thần quan rừng rực chói mắt, hỗn động loạn lưu khuếch tán ra, xé rách tất cả thành phấn vụn. Mà ở chính giữa hỗn động loạn lưu, một đạo kim quan cùng một đạo hát quan dây dư chung một chỗ, bộc phát ra khí tức chiến đấu vô cùng khủng bố. Âm âm. Lôi đình mãnh liệt, diễn biến thành đao cương to lớn, phô thiên cái địa quét ngang đến, đao mang ngưng tụ đến cực hạn, mang theo khí tức vĩnh hằng bất diệt, phản phất như diễn sinh ra linh trí của mình. Còn phiến kim quang đối mặt kia, rừng rực chói mắt, vô biên vô hạn, như một thế giới kim sắc, tạo thành vòng xoáy mênh mông, bắt đầu xé rách hết thảy, ngay cả đao cương cũng mơ tưởng xé rách thành phấn vụn. Cả hai ở trong chốc lát liền đụng vào nhau. Giống như một ngàn mặt trời đồng thời nổ tung, hỗn độn thần quang cuồn cuồn, tựa như sóng biển vạn trượng tràn ngập ra, toàn bộ nổ tung ở trong hư không, bộc phát ra cảnh tượng vặn vẹo mà khủng bố. Tất cả cường giả ở bên ngoài mạc không sơn xem cuộc chiến đều cảm giác được, toàn thân phản phất như bị lực lượng thần bí đánh trúng, khí huyết cuồn cuồn. Quá kinh khủng. Chiến lực của hai người này chỉ sợ đã sắp đạt tới đại đế cảnh đi à nha. Coi như không có đạt tới, cũng kém không xa. Lôi đạo chi thuật của liệt thương khung đã tu luyện đến viên mãn, lôi đạo cùng đao đạo dung hợp, bộc phát ra lực lượng gấp 10 gấp trăm lần, chỉ chờ có hồng mông tử khí để tiểu thế giới đạt được lột xác cùng siêu thoát là có thể chứng đạo thành đế đây là đại đạo chi tranh cũng là sinh linh vũ trụ ta cùng hỗn độn nguyên thú sinh tồn cạnh tranh nửa bước cũng không thể nhường đáng giận chiến lực của ta quá yếu nếu không ta cũng muốn cùng hỗn độn nguyên thú đại chiến một hồi mọi người đang xem cuộc chiến cả đám ánh mắt ngưng trọng đều khẩn trương nhìn chiến trường đã trải qua đại chiến khủng bố như thế mà không sơn lại không có chút nào tổn hại thoạt nhìn ống ánh, bất nhiễm bụi bậm, tản mát ra khí tức thần bí mà kỳ dị. Phản phất như liệt thương khung cùng hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp đại chiến, căn bản không thể tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Liệt thương khung cùng hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp đại chiến càng ngày càng kịch liệt, người thứ hai giống như một hỗn độn cự hung, chẳng những có được khắc ám bản nguyên của hỗn độn nguyên thú, lực lượng thân thể cường đại, lại có thân hình nhân loại, linh hoạt đa dạng, có thể thi triển ra đủ loại thần thông âm âm. Lại là một lần đối oanh vô cùng cường đại, hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp lui về phía sau, trong ánh mắt kim sắc lộ ra thần sắc lạnh lùng mà khát máu. Nhân loại, ngươi quả nhiên rất cường đại. Nhưng coi như cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng là món ăn trong bụng của ta mà thôi, ngươi có tư cách biết rõ danh tự của bổn tọa, bổn tọa đế huyền sát, hôm nay muốn cho ngươi nhìn một chút, bổn mạng thần thông chính thức của hỗn độn nguyên thú nhất tộc ta thần sắc của liệt thương khung lóe lên, cười lạnh nói. Muốn đánh thì đánh, thật không ngờ hỗn độn nguyên thú nhất tộc cũng nói nhảm nhiều như vậy, giữa ngươi và ta chỉ sống một người, chỉ tử chiến mà thôi. Dết! Liệt thương khung quát to một tiếng, chiến đao màu đen trong tay phản phất như sóng lại, rồng ngâm cuồn cuộn, hóa thành đao cương hơn vạn trượng, thiên địa chung quanh ảm đạm xuống, đao cương lạnh thấu xương đến cực hạn, hơn nữa ngưng tụ ra lôi đình chi ý hủy diệt hết thảy. Ở trên đao cương, lực lượng tịch diệt của đao đạo cùng hủy diệt của lôi đình đang vào nhau, cuối cùng phản phất như hóa thành vòng xoáy thôn phệ khủng bố, bao phủ về phía đế huyền sát. Đây là cấm thuật của lôi đao chi thuật. Nghe nói năm đó liệt thương không dùng chiêu cấm thuật này, chặn một kích toàn lực của cường giả đế cấp, chiêu này khủng bố căn bản không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Một chiêu này hoàn toàn chính xác rất khủng bố, nhưng sau khi phát ra chiêu này, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn với liệt thương khung. Một đao đạt tới cường giả đế cấp, không biết có thể chém dết hỗn độn nguyên thú hay không? Khó nói. Nhưng một đao kia quá kinh khủng, coi như dết không được, cũng có thể trọng thương. Thần sắc của mọi người trở nên khẩn trương lên. Phản phất như quyết chiến tiến đến, tất cả mọi người đang đợi kết quả của trận chiến này. Âm âm. Hư không mạng lớn mạng lớn vỡ ra, thời không triệt để hỗn loạn, phản phất như thiên địa lập tức thương hải tan điền, chỉ có một đao kia vĩnh hằng bất diệt. Chứng kiến một đao cực hạn này, ngay cả thần sắc của đế huyền sát cũng trở nên ngưng trọng. Oanh! Chỉ thấy trên người hắn bộc phát ra quan mang kim sắc sáng chói, sau đó vô số huyệt khiếu phản phất như phát sáng lên, huyết vụ vô tận từ trong đó phun ra, ở trong hư không thiêu đốt kịch liệt, thần quan mênh mông ở trong hư không tạo thành thế giới, thần thú, hỗn độn nguyên thú, vũ trụ diễn biến các loại cảnh tượng thần bí, Cuối cùng, tất cả kim quang ngưng tụ, hóa thành một nắm đấm kim sắc. Tất cả mọi người vừa nhìn thấy nắm đấm kim sắc kia, đều cảm giác toàn thân run rẩy, phản phất như linh hồn bị một quyền này đánh trúng, hóa thành hư vô. Trên nắm tay kim sắc, phản phất như tràn ngập khí tức hắc ám vĩnh hằng, thôn phệ hết thảy, tịch diệt hết thảy, nhưng hết lần này tới lần khác lại hào quang vạn trường, bao phủ hết thảy. Âm âm. Một đau cực hạn, một quyền bá tuyệt thiên hạ, cuối cùng vẫn đụng vào nhau. Ở trung ương nhất của Mạc Không Sơn, chỗ sâu nhất trong Hỗn Động Loạn Lưu, ở trước mặt tất cả mọi người, lực lượng lôi đao chi thuật cực hạn cùng tuyệt thế thần thông của Hỗn Động Nguyên Thú, hạo hạo đãng đảng đập vào nhau. Thời không phản phất như dừng lại. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy thần quang lưu động, cùng với đao cương chậm rãi bộc phát ra, đao mang màu đen cùng quyền cương kim sắc hỗn hợp lại, phản phất như tạo thành ánh sáng thần bí quét ngang tất cả hỗn động loạn lưu ở bốn phía không còn. Không có tiếng nổ mạnh kịch liệt, phản phất như hết thảy đều quy về hư vô. Bình tĩnh cực kỳ quỷ dị, nhưng để mỗi người đều cảm giác được sợn hết cả gai ốc. Trong ánh mắt mọi người, mà không sơn giống như từ bên trong bọc phát ra hào quang khủng bố, chậm rãi vỡ vụn ra. Ở chỗ sâu trong mặt không sơn, chạy ra một mảnh hào quang rừng rực, ở trong hư không hóa thành vòng xoáy khổng lồ, trong nháy mắt liền cắn nuốt liệt thương khung cùng đế huyền sát. Cái gì? Tất cả mọi người kịch chấn, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn căn bản không thể tưởng được, đại chiến đến cuối cùng, vậy mà sẽ xuất hiện kết quả như vậy, mà không sơn không hiểu thấu vỡ vụn ra, giống như một cự thú, trực tiếp cắn nuốt liệt thương khung cùng đế huyền sát vào. Sưu sưu sưu. Từ trong vòng xoáy khổng lồ, có một cổ khí tức hắc ám vô cùng cường đại sông lên trời, nương theo ý khác máu, dết chóc, hắc ám cùng lạnh như băng, để mọi người cảm giác được, phản phất như đi tới địa ngục. Cái đó là hồng mông tử khí. Có người kinh hô một tiếng, đột nhiên chỉ về phía trước. Nguyên lai like ở trung ương vòng xoáy, tự như mặt kính, hiện ra điểm điểm quan mang cửu sắc, tràn đầy khí tức thần bí, để người xem xét liền mê say. Đúng là hồng mông tử khí, nói cách khác, trong vòng xoáy này có hồng mông tử khí tồn tại. Phát hiện này, lập tức để tất cả mọi người phấn chấn, nhất là những nửa bước tiên đế già nuôi sinh mệnh bản nguyên bắt đầu suy yếu cần gấp hồng mông tử khí giờ phút này càng nhìn không được cả đám bay về phía vòng xoáy chúng ta cũng đi có lôi đao đại đế chắc có lẽ không có nguy hiểm gì tất cả cường giả trải qua một lát do dự cuối cùng vẫn bị hồng mông tử khí hấp dẫn cả đám cắn răng thả người lao về phía vòng xoáy khí tức hắc ám nồng đậm như thế tràn đầy hắc ám bản nguyên bàn bạc chẳng lẽ nơi này là mộ địa của hỗn độn nguyên thú sao một tiếng thở dài truyền đến trong hư không lóe lên hào quang khương tư nam đạp hư không mà đến xuất hiện ở trước vòng xoáy giờ phút này tất cả mọi người đã tiến vào vòng xoáy chỉ có một mình hắn thần sắc hơi có chút trầm ngâm khương tư nam có hồng mông tạo hóa tháp so với tất cả mọi người cảm thụ càng thêm tin tưởng trong vòng xoáy kia phát ra khí tức hắc ám quá khổng lồ là nghìn lần vạn lần một hỗn độn nguyên thú hơn nữa trong đó ẩn chứa tử khí cường đại Giống như sau khi hỗn độn nguyên thú chết phát ra Cho nên Khương Tư Nam mới không thể không hoài nghi Mà không sơn này có phải mộ địa của hỗn độn nguyên thú nhất tộc hay không Nếu thật là mộ địa của hỗn độn nguyên thú nhất tộc Tại sao trong đó lại có nhiều hồng mông tử khí như vậy Trong nội tâm Khương Tư Nam cảm giác được cực kỳ nghi hoặc Hồng mông tử khí là chỉ bảo sen lẫn hỗn độn nguyên thú Đối với hỗn độn nguyên thú cũng có tác dụng cực lớn trận chiến giữa liệt thương khung cùng đế huyền sát, Khương Tư Nam cũng âm thầm quan sát hồi lâu, nhất là liệt thương khung cuối cùng bạo phát ra một đau cực hạn, để Khương Tư Nam cũng có chút sợ hãi thang, dù là hắn, muốn tiếp được một đau kia, cũng phải trả giá thật lớn. Nhưng thật không ngờ, hai người cực hạn va chạm một kích, vậy mà sẽ khiến mạc không sơn biến hóa, tạo thành vòng xoáy thần bí. Nhưng Khương Tư Nam không có nghĩ quá nhiều, cuối cùng cũng hóa thành một đạo lưu quan, tiến vào trong vòng xoáy âm âm. Thời điểm Khương Tư Nam rơi vào một vùng đất kiên cố, hắn mới phát hiện, chung quanh là thiên địa tối tăm mờ mịt, khắp nơi đều là rặng núi trụi lũi, không có một chút khí tức sinh mệnh. Trái lại, ở đây khắp nơi đều là hắc ám bản nguyên nồng đậm, hơn nữa xa xa còn có thanh âm gầm rú cực lớn, để người khí huyết cuồn cuộn, nguyên thần rung nhẹ nhẹ. Tại đây, lại thật sự là mộ địa của hỗn độn nguyên thú. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia phong mang, nhìn kỹ lại, xa xa những sơn mạch trụi lũi kia, ở đâu là sơn mạch, rõ ràng là thi thể hỗn độn nguyên thú cực lớn. Chỉ là những thi thể hỗn độn nguyên thú này thoạt nhìn hoàn hảo vô khuyết, trên người cũng không có miệng vết thương, nhưng lại không hiểu thấu tất cả đều chết ở chỗ này. Chung quanh, khắp nơi đều là khí lưu màu đen mịt mờ, hắc ám bản nguyên lan tràn về phía Khương Tư Nam, phản phất như muốn ăn mòn huyết nhục cùng nguyên thần của hắn. Khương Tư Nam biết rõ, nếu ở loại hoàn cảnh này ngốc lâu, đừng nói đại chiến với hỗn độn nguyên thú, chỉ sợ bản thân cũng hóa thành một bộ phận của hắc ám bản nguyên, bị hắc ám bản nguyên đồng hóa, phai mờ hết thảy, triệt để thân tử đạo tiêu. Và vèo. Cả người Khương Tư Nam hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc bay về phía mộ địa. Tại đây khắp nơi đều là khí lưu tối âm, tràn đầy khí tức hắc ám nồng đậm, hào quang rừng rực chói mắt, những năng lượng hắc ám kia, phản phất như ẩn chứa linh tính vô cùng cường đại, chui về phía toàn thân Khương Tư Nam nhưng hồng mông tạo hóa tháp khẽ rung lên, những năng lượng hắc ám kia bị cắn nuốt, hóa thành một bộ phận của luân hồi chi lực. Âm âm. Phía trước bỗng nhiên truyền đến thanh âm bạo tạc kịch liệt, nương theo chấn động vô cùng cường đại. Ân. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, cảm thấy phía trước có người đang đại chiến, hơn nữa cực kỳ kịch liệt, hư không rung rẩy, tản mát ra lôi quan chi ý. Chẳng lẽ là liệt thương khung cùng đế huyền sát đang đại chiến? Trong nội tâm Khương Tư Nam hơi động một chút, tăng thêm tốc độ bay đi. Âm âm. Thần quan rừng rực, ánh đao như hóa thành gợn sóng, ẩn chứa lôi đình chi ý vô cùng cường đại, hủy diệt cùng tân sinh dây dưa đang vào, phản phất như tạo thành ma bàn hủy diệt, muốn mài đế huyền sát thành phấn vụn. Đế huyền sát toàn thân bao phủ hào quang rừng rực, trên nắm tay ẩn chứa thần lực vô tận, mỗi một quyền rơi xuống, đều có thần mang ngập trời. Nhưng đế huyền sát công kích, phản phất như mang theo một loại trói buộc, không dám toàn lực ra tay, sợ quyền mang chấn thi thể hỗn độn nguyên thú ở chung quanh thành phấn vụn. Nơi đây đến cùng là địa phương nào? Tại sao lại có nhiều thi thể hỗn độn nguyên thú như vậy, hơn nữa thậm chí ngay cả một chút vết thương cũng không có? Trong ánh mắt đế huyền sát cũng lạnh thấu xương, mà không sơn phát sinh kịch biến, ngay cả hắn cũng không biết, trong mạc không sơn vậy mà sẽ có một nơi như vậy. Chung quanh khắp nơi đều là thi thể hỗn độn nguyên thú, ánh mắt của hắn quét tới đâu chỉ mấy trăm hơn một ngàn nhiều thi thể hỗn độn nguyên thú như vậy quỷ dị xuất hiện ở chỗ này để người không thể không hoài nghi chẳng lẽ đây là mộ địa của hỗn độn nguyên thú sao nhưng đế huyền sát biết rõ ở đây căn bản không phải mộ địa hỗn độn nguyên thú bởi vì hắn từ nơi này cảm nhận được tuyệt vọng bất khuất phẫn nộ cùng sát cơ ngập trời đó là hỗn độn nguyên thú trước khi chết phát ra oán niệm cường đại nói cách khác hỗn độn nguyên thú ở đây tất cả đều là bị người giết chết. Mà liệt thương khung ra tay, thì không có chút cố kỵ nào. Đao cương rừng rực chói mắt, quét ngang thương khung, rơi vào trên thi thể những hỗn độn nguyên thú kia, đao mang như mưa, thi thể hỗn độn nguyên thú bị quét thành tro bụi. Muốn chết. Trong mắt đế huyền sát tràn đầy huyết sắc, sát cơ đầm đặc. Âm âm. Trên người hắn phản phất như nhấc lên vòng xoáy phong bạo kim sắc, ánh vàng vô cùng vô tận, hóa thành từng đạo kiếm quan sát bén, phô thiên cái địa phóng về phía đế huyền sát. Mấu chốt nhất là, những kiếm quan kia vô hình vô chất, tràn đầy linh tính, vậy mà tất cả đều là công kích nhằm vào thần hồn, vô cùng cường đại. Trong mắt của liệt thương khung cũng lộ ra một tiên ngưng trọng, hắn đột nhiên thét dài một tiếng, trong miệng thốt ra vài âm tiết tối nghĩa vô cùng, phản phất như lăng không vang lên tiếng sấm, đào mang bắt đầu ngưng tụ, sau đó biến thành màu trắng hư vô, chém về phía những kiếm quan kia. Bong bong long công đao mang vô hình vô chất cùng kiếm cương va chạm vậy mà phát ra tiếng kim thiết giao kích toàn bộ chôn vùi ở trong hư không oanh một cường giả tiên vương bởi vì tới gần chỗ hai người đại chiến bị một đạo kiếm quan quét trúng nguyên thần tan vỡ cả người hóa thành cho bụi cái gì mọi người đang xem cuộc chiến đều biến sắc trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng chỉ là ở ngoại vi một kích tùy ý của đế huyền sát cũng có thể đánh chết cường giả tiên vương có thể tưởng tượng liệt thương khung trong chiến trường, đang gặp áp lực khủng bố như thế nào. Nơi đó là Hồng Mông Tử Khí. Ngay thời điểm đế huyền sát cùng liệt thương khung đại chiến kịch liệt, một thi thể hỗn độn nguyên thú bị đánh bạo, hóa thành tro bụi, vậy mà từ trong đó bay ra từng đạo quan mang cửu sắc, sáng chói chói mắt. Quan mang cửu sắc kia tràn ngập khí tức để người mê say, tinh khiết mà thánh khiết, phản phất như tánh mạng bản nguyên, đúng là hồng mông tử khí con mắt của tất cả mọi người lập tức đỏ lên. nguyên lai, càng quét thi thể những hỗn độn nguyên thú này, dĩ nhiên cũng có thể có được hồng mông tử khí. vì vậy, tất cả cường giả rơi vào mảnh không gian này đều điên cuồng, nhao nhao bay về bốn phía, bắt đầu quét ngang những thi thể hỗn độn nguyên thú kia. thi thể hỗn độn nguyên thú trong mảnh không gian này như từng tòa thần nhạc, thoạt nhìn trông rất sống động, nhưng lại không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm, thoạt nhìn hung hãn ngập trời nhưng kỳ thật đã sớm ở trong năm tháng trở nên yếu ớt không chịu nổi bị bọn hắn tiện tay oanh kích liền rách nát ra nhưng cũng không phải mỗi một thi thể hỗn độn nguyên thú bị oanh ra thì có hồng mông tử khí bay đến chỉ có những con hỗn độn nguyên thú kim sắc đầu sinh kim giác cũng chính là thi thể hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp trong đó mới có hồng mông tử khí tuy thi thể hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp rất ít nhưng cũng có mấy chục bị oanh nát mấy chục đạo hồng mông tử khí tán loạn khắp nơi, tốc độ nhanh đến cực hạn, các cường giả đều có chút lúng cuốn tay chân, rất khó ở trước tiên bắt lấy. Các ngươi đây là muốn chết. Đế huyền sát bỗng nhiên ngửa mặt lên trời trống lớn, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Âm âm. Lông trời lỡ đất, kim quang chiếu rọi cửu thiên thập địa, toàn thân đế huyền sát tản mát ra chấn động núi thở hại khiếu, cả người hắn lăng không bay lên, thần quan kim sắc phản phất như hóa thành vòng xoáy, bắt đầu lôi kéo những hồng mông tử khí kia về phía hắn. Không tốt. Liệt thương khung cùng các cường giả đều biến sắc, bọn hắn phát hiện những hồng mông tử khí kia, sau khi va chạm vào quan mang kim sắc trên người đế huyền sát, vậy mà như bị thuần phục, bắt đầu bay về phía đế huyền sát. Tất cả mọi người bất chấp đi hủy diệt thi thể hỗn độn nguyên thú, mà nhau nhau chọc về phía hồng mông tử khí. Oanh! Các cường giả đều lộ ra thần thông, chỉ thấy có người tế ra pháp bảo hình đỉnh cường đại, thu một đạo hồng mông tử khí, có người thi triển ra thần thông, định trụ một đạo hồng mông tử khí. Mà liệt thương khung kinh khủng nhất, hắn trực tiếp bổ ra một đao, đao mang hạo hạo đảng đảng, uống lượng thành một vòng tròn, trực tiếp khóa năm đạo hồng mông tử khí, sau đó miệng lớn thôn phệ, trực tiếp nuốt năm đạo hồng mông tử khí vào trong bụng. Ông Trước mặt Khương Tư Nam, vừa vặn có hơn 10 đạo hồng mông tử khí, đánh về phía vòng xoáy kim sắc của đế huyền sát. Hắn thì trực tiếp tế ra hồng mông tạo hóa tháp. Ông! Quang mang cửu sắc sáng chói chói mắt, hồng mông tạo hóa tháp tràn ngập ra ý cảnh bất hủ mà thần bí, ở trên người Khương Tư Nam, khí tức hủy diệt cùng tân sinh phản phất như tạo thành luân hồi thần bí, hơn 10 đạo hồng mông tử khí kia y như ti chớp, phóng về phía hồng mông tạo hóa tháp. Khương Tư Nam, người muốn chết. Lập tức có người nhận ra Khương Tư Nam, bạo rống một tiếng, trong ánh mắt âm trầm. Âm âm. Phong thiên hành nhanh như điện chớp lao đến, toàn thân lôi cuốn lấy cương phong thanh sắc, hắn thì một tay chọc về phía hồng mông tạo hóa tháp, trên bàn tay lộ ra hào quang thanh sắc, đó là một loại pháp bảo cực kỳ thần bí, vậy mà để hồng mông tạo hóa tháp hơi khẽ chấn động ở trong hư không. Muốn cướp hồng mông tạo hóa tháp sao? Khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra một tia lạnh lùng, cười nhạo nói. Chỉ thấy trong miệng hắn thốt ra vài âm tiết tối nghĩa, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp bỗng nhiên phóng hào quang, một cỗ khí tức vĩnh hằng bất hủ lập tức xuyên thủng bàn tay của Phong Thiên Hành. Phốc. Trong hư không hiện ra huyết quang, bàn tay của Phong Thiên Hành nổ thành huyết vụ, mà Hồng Mông Tạo Hóa Tháp thì trực tiếp quay về, một lần nữa chui vào trong thân thể Khương Tư Nam. Cái gì? Trong ánh mắt của Phong Thiên Hành lộ ra vẻ kinh hãi, thần sắc trở nên âm trầm. Phải biết rằng, trên tay hắn đeo pháp bảo thanh sắc, chính là một kiện Tiên Thiên Chí Bảo tàn phá tên thanh ngọc quyền sáo ẩn chứa lực lượng giam cầm thời không vô cùng cường đại nguyên lai tưởng rằng hắn có thể trực tiếp bắt lấy hồng mông tạo hóa tháp, cướp đi hơn 10 đạo hồng mông tử khí trong đó nhưng thật không ngờ chẳng những thanh ngọc quyền sáo bị hủy hơn nửa bàn tay của hắn cũng nổ thành huyết vụ ngọc tháp tản ra quan mang cửu sắc kia rốt cuộc là bảo vật gì trong ánh mắt phong thiên hành lộ ra thần sắc đã khiếp sợ lại tham lam giết hắn đi Thanh âm của Phong Thiên Hành lạnh lùng nói, sau đó Thạch Long Côn cùng các trưởng lão nửa bước tiên đế lập tức hóa thành từng đạo thần hồng, rơi vào chung quanh Khương Tư Nam, ánh mắt nhìn chầm chầm. Trang diện trở nên hỗn loạn lên. Mấy chục đạo hồng mông tử khí, mặc dù đại bộ phận đều bị liệt thương khung cùng các cường giả lấy được, nhưng vẫn có một phần nhỏ bị đế huyền xác nhận được, chỉ thấy hào quang trên người hắn càng ngày càng hừng hực, khí tức càng ngày càng lớn mạnh, phản phất như đang phát sinh lột xác kỳ dị nào đó hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp kia nuốt nhiều hồng mông tử khí như vậy nói không chừng sẽ đột phá bình cảnh cuối cùng tiến hóa thành hỗn độn nguyên thú đế cấp chính thức lúc này các ngươi còn muốn đến tìm ta gây phiên phức chẳng lẽ thật sự không sợ chết sao khương tư nam cũng cảm thấy biến hóa trên người đế huyền sát không khỏi biến sắc nghiêm nghị nhìn đám người phong thiên hành nói đám người phong thiên hành cũng biến sắc cảm nhận được khí tức trên người đế huyền sát càng ngày càng lớn mạnh nhưng giờ phút này trong nội tâm Phong Thiên Hành đã hận Khương Tư Nam thấu xương, trong lúc nhất thời có chút do dự, không có ra tay. Âm âm. Chung quanh phản phất như nhất lên phong bạo màu đen, sau khi tất cả thi thể hỗn độn nguyên thú bị mọi người nổ nát, phản phất như hóa thành lực lượng hắc ám khổng lồ, vọt về phía thân thể của đế huyền sát. Long công. Thần sắc của liệt thương khung vô cùng ngưng trọng, chiến đao màu đen trong tay tản mát ra đao mang cực hạn, đột nhiên chém về phía phong bạo màu đen của đế huyền sát âm âm lôi đình rừng rực chói mắt đau cương sáng chói nhưng lôi đao chi lực cường hãn này thời điểm gặp phải phong bạo màu đen lại bị ngăn cản bất động một lát thần sắc của liệt thương không trở nên khó coi khí tức trên người đế huyền sát càng ngày càng mạnh cơ hồ muốn phá tan tầng ngăn cách thiên địa kia muốn tấn thăng đến một loại cảnh giới thần bí một khi như vậy tất cả bọn hắn sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ hỗn độn nguyên thú đế cấp khủng bố bọn hắn là rất rõ ràng ngay cả tiên đế cũng không dám nói là đối thủ của hỗn độn nguyên thú đế cấp nhất là hỗn độn nguyên thú đế cấp có được tính phát triển cùng tiềm lực cường đại hơn một khi để nó cắn nuốt vô tận sinh linh cùng một thế giới vũ trụ thực lực sẽ tăng vọt đến lúc đó đồ sát cường giả tiên đế cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng chư vị đạo hữu mọi người cùng nhau ra tay nhất định phải đánh vỡ đế huyền sát tấn chức nếu không chúng ta đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liệt thương khung gào thét, giờ phút này đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Oanh! Năm đạo hồng mông tử khí, hỗn hợp máu huyết của liệt thương khung, vậy mà lập tức thiêu đốt, giống như thái dương muốn nổ tung lên, trong nháy mắt liệt thương khung đã bị thần quan vô tận bao phủ. Trong tay của hắn khẽ rung lên, một đạo đao cương vô cùng khủng bố bị hắn bổ ra. Âm âm! Đao mang màu đen, ẩn chứa lực lượng sấm sét, phản phất như hết thảy hào quang trong thiên địa đều chất chứa ở trong một đao kia, thần lực của hồng mông tử khí vô tận, xỏ xuyên qua thiên địa, toàn bộ hội tụ ở trong một đao, đột nhiên bổ về phía đế huyền sát. Dết dết dết, làm thịt hỗn độn nguyên thú kia. Liều mạng, ở dưới liệt thương không hiệu triệu, tất cả cường giả đã minh bạch sự tình gấp gáp, cả đám bắt đầu dốc sức liều mạng. Mỗi người thiêu đốt tinh huyết cùng sinh mệnh bản nguyên, tế ra thần thông cùng tiên thiên linh bảo cường đại, trong hư không phản phất như tạo thành nước lũ, đột nhiên xông về phía đế huyền sát. Khương Tư Nam cũng tế ra hỗn độn thần thương, dùng tinh huyết bản thân làm dẫn, thiêu đốt, lôi đế tiên kinh cùng tổ long bảo thuật dung hợp, bộc phát ra một kích đỉnh phong nhất. Trong hư không, một đạo thương mang dài đến trăm vạn trượng, dùng khí tức không kém liệt thương khung chút nào, từ một phương hướng khác xỏ xuyên về phía đế huyền sát. Âm âm phiến thế giới này phản phất như muốn trách nát ra, phong bạo màu đen quanh thân đế huyền sát càng ngày càng rừng rực, hắn tấn chức đạt đến một loại thời khắc máu chốt, phong bạo màu đen vô cùng vô tận gia trì ở trên người hắn, để hắn chuẩn bị ngành kháng một kích này. Kháng qua, tấn thăng đến hỗn độn nguyên thú đế cấp, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ trở thành khẩu phần lương thực trong bụng hắn. Nếu kháng không qua, thì hắn rất có thể sẽ chết ở trong tay mọi người. Tất cả mọi người ra sức đánh cược một lần, không chút do dự bộc phát ra một kích mạnh nhất âm âm thần quang vô tận lập tức bạo phát ra một đau tuyệt thế cùng hỗn độn thần thương đột nhiên đụng vào trên phong bạo màu đen đều trải qua bất động một lát đột nhiên nổ tung chấn động khủng bố quét ngang hư không các cường giả đều bị một mảnh thần quang màu đen quét trúng đột nhiên thổ huyết trút lui thành công không đế huyền sát đã chết rồi sao trong nội tâm mọi người đều hiện ra nghi vấn nhìn xem vòng xoáy phong bạo màu đen, trong ánh mắt nữa là lo lắng nữa là thần sắc mong đợi. Phốc. Oanh. Vòng xoáy phong bạo màu đen bạo phát ra, thiên địa đều bị xé nứt, thân ảnh của Khương Tư Nam cùng liệt thương khung thì đột nhiên từ trong gió lốc màu đen quảng ra, hai người đồng thời học ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Bọn họ đều biết, vừa rồi bộc phát một kích tuyệt thế kia đã tạo thành cho đế huyền sát tổn thương trí mạng, coi như đế huyền sát không chết, chỉ sợ con đường tấn chức cũng đã bị ngăn cách. Nhưng sau một khắc, trong gió lốc màu đen phát ra khí tức kinh khủng, để thần sắc của tất cả mọi người đại biến. Hết chương 1.600 Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.